Tiên nghịch chương 546, yêu binh. Hơn 10 năm sống cuộc sống phàm nhân là quãng thời gian yên tĩnh nhất trong đời hắn. Tuy nói quãng thời gian đó cách đây rất xa, nhưng trong đầu hắn những hình ảnh năm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhớ tới đại ngưu, vương lâm than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Hơi rượu vào trong miệng, tuy có vị cay nhưng có chút gì đó giống với thứ rượu mà lần đầu tiên đại ngưu đưa cho hắn. Thập tam trầm ngâm không nói hắn nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất hắn có thể làm là rót rượu vào chén cho Vương Lâm. Hổ bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì hắn không nhịn được, len lén nhìn Vương Lâm rồi lặng lẽ cầm một vò rượu, tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần hắn trở nên hừng hực. Hắn đang định uống tiếp một chén lập tức phát hiện ra thập tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt hổ bào có chút ấm ức, thầm nghĩ trong lòng, lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu. Cái tên thập tam này tại sao cứ xen vào việc của người khác? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn như thường. Vương Lâm cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác, ký ức trong mắt hắn càng lúc càng nhiều. Từng chuỗi hình ảnh trên chu tức tinh không ngừng hiện lên trong đầu. Đúng lúc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm cảm xúc, muốn rời khỏi yêu linh chi địa, rời khỏi thiên vận tinh mà trở lại chu tước, nơi mà hắn đã sinh ra. Từ từ, sự xúc động trong lòng càng lúc càng mạnh, choáng đầy tinh thần của Vương Lâm. Chén rượu trong tay hắn choang một tiếng rồi vỡ vụn. Những mảnh vỡ đâm cả vào lòng bàn tay. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt hắn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Vào lúc này, nếu có người tu đạo nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn sẽ cả kinh. Phải biết rằng người tu đạo luôn cố gắng giữ cho tâm trí kiên định, làm sao có thể để cho bản thân xúc động trong một thời gian dài như thế? Thập Tam biết ngay không ổn. Hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn Vương Lâm. Hổ Bào cũng nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường, tuy nhiên, mức độ lo lắng của hắn không thể so sánh với Thập Tam. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng động. Đồng thời có những tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, bảy, tám yêu binh mặc áo giáp màu đen đi vào trong tử lâu. Nét mặt bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Điếm tiểu nhị vừa mới đi lên liền bị một người đẩy ra, quát, lấy rượu, thức ăn ngon nhất mang lên đây. Điếm tiểu nhị bị đẩy ngã xuống đất vội vàng bò dậy. Sau khi nở nụ cười làm lành vội vàng lui ra. Trong tử lâu có rất nhiều người vội vã tính tiền rồi rời khỏi đây. Bảy tám người mặc áo giáp lập tức chiếm lấy một cái bàn rồi cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện một cách ầm ĩ, trong bảy, tám người đó có một người ước chừng 30 tuổi. Nét mặt của hắn hết sức âm trầm từ người hắn tản ra một sự oai nghiêm sau khi rượu và thức ăn được bưng lên đầy đủ hắn cầm lấy một vò rượu đập vỡ nắp rồi chẳng cần dùng chén cứ thế mà tu sau một hơi rượu trong vò liền cạn sạch hắn giơ tay phải ném sang một bên không biết có phải do cố ý hay không mà vò rượu đó bay thẳng về phía bàn của ba người vương lâm một tiếng choang vang lên ánh mắt thập tam hơi sững rồi xoay người nhìn lại hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại không nói gì hổ bào cũng nhướng mày nhưng hắn biết lúc này lão tổ đang có biến không phải là lúc gây chuyện vì vậy mà hắn cố gắng đè nén cơn tức xuống thống lĩnh đại nhân cứ yên tâm dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình chúng ta liên thủ với nhau cho hắn một trận để cho hắn biết được cuối cùng thì người nào mới là nghiêu lĩnh chính thức một đại hán mặc giáp đen lập tức vỗ ngực lớn tiếng nói đã tra ra được tin tức về người đó hay chưa? Người có nét mặt âm trầm đưa tay lau mấy giọt rượu trên mép rồi trầm giọng nói. Đó là một người từ bên ngoài đến. Yêu tương đại nhân đã tự mình kiểm tra sau đó phá lệ ban cho chức thống lĩnh. Một người mặt hắt giáp liền lên tiếng. Hừ. Người có vẻ mặt âm trầm lại cầm lấy một vò rượu khác rồi uống một hớp lớn. Thống lĩnh đại nhân. Ta sẽ ra tay khiên chiến, xem thực lực của hắn thế nào sau đó dựa theo quy định trong quân của chúng ta nếu thực lực của hắn thua kém thì cho dù có cùng danh hiệu với đại nhân thì cũng chẳng làm gì mà hắn dựa vào cái gì để xếp thứ nhất tại sao yêu thương đại nhân lại để cho hắn vượt qua vị trí nghiêu lĩnh phó trở thành nghiêu lĩnh chính mà không hề có lý do gì cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được việc này đủ rồi người có nét mặt âm trầm sau khi uống thêm một ngụm rượu nữa liền nói ta muốn xem xem cuối cùng thì hắn có bản lĩnh gì. Người từ ngoài đến, cho dù là người từ ngoài đến thì cũng có kẻ mạnh người yếu. Người từ ngoài đến hết dưới tay nghiêu lĩnh ta cũng không phải là không có. Nếu hắn là người mạnh mẽ thì thi triển tru tiên trận. Hắn vừa nói xong, đám yêu binh mặt hắc giáp đều yên lặng. a à, người có vẻ mặt âm trầm nhướng mày, nói một cách chậm rãi, các ngươi sợ. Vào lúc này, trong tử lâu, lục tục có người tính tiền rời đi. Thoáng cái, cả tử lâu cũng chỉ còn hai bàn có người. Ngoại trừ bàn của đám yêu binh ra thì cũng chỉ còn có ba người vương lâm. Mặc dù cái chén trong tay đã bị bóc nát, nhưng trong mắt vương lâm vẫn tràn ngập ký ức. Trên thân thể hắn, tiên lực từ từ khuếch tan ra xung quanh. Tâm ma vẫn bị hắn áp chế từ từ lớn mạnh. Lão tổ. Thập tam gọi nhỏ. Bên bàn đám yêu binh, người có vẻ mặt âm trầm hừ lạnh nói, nói nhiều, cút ra khỏi đây cho ta. Một tên yêu binh bên cạnh hắn vội nói, thống lĩnh đại nhân, nếu sử dụng tru tiên trận đối với người bên trong mà để yêu tương đại nhân biết được chắc chắn sẽ bị trách phạt. Đến lúc đó, người kia chết, ta được phục hồi nguyên chức thì cho dù có bị trách phạt cũng có ta chịu. Người có vẻ mặt âm trầm cầm vào rượu trong tay tu cạn rồi ném đi. Vụ lần này vò rượu bay thẳng về phía bàn của Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới nơi. Ánh mắt của thập tam trở nên lạnh lẽo, giơ tay bắt lấy vò rượu. Cùng lúc đó, hắn biến sắc, nhanh chóng thối lui. Cái ghế đang ngồi bị vỡ vụn ra từng mảnh. Thập tam loạn choạng lui lại vài bước. Một dòng máu đang trào lên miệng được hắn nuốt xuống. Cút ngay. Hôm nay lão tử không vui cả cái đại sảnh này chỉ có ba người các ngươi là kẻ mù thôi. Người có vẻ mặt âm trầm liền quát lên. Hàng quan trong mắt hổ bào lóe lên nhìn chăm chú về hướng bàn đám yêu binh. Trên những người đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng yêu lực đang cuồn cuộn chảy. Hắn biết nếu chỉ đối phó với một người trong số họ, hắn có thể thắng dễ dàng. Đối phó hai người có chút miễn cưỡng. Nhất là người ném vò rượu, yêu lực trên thân người đó đã đạt tới mức độ nội liễm. Ánh mắt hổ bào mới nhìn vào mắt người đó liền cảm thấy đau đớn. Hắn vội vàng quay sang chỗ khác. Thập Tam hít một hơi thật sâu, buông vào rượu đi tới bên cạnh Vương Lâm, nói, lão tổ. Vương Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi im ở đó không nhúc nhích. Từ khi tiến vào Tử lâu, người có vẻ mặt âm trầm đã chú ý tới Vương Lâm. Hắn cảm nhận được đối phương có chút gì đó quỷ dị. Trong cơ thể gã như có hai thứ lực lượng đang chém giết nhau. Vò rượu thứ nhất là hắn thử dò xét. Còn vò rượu thứ hai thì ý đồ của hắn hoàn toàn rõ ràng. Yêu binh bên cạnh hắn thấy ba người vương lâm vẫn chưa rời đi liền có người cảm thấy tức giận. Một tên yêu binh mặt hắc giáp nhất thời đứng lên, quát, muốn chết. Vừa nói, hắn vừa bước tới đánh về phía vương lâm. Thập tam đứng bên, một tia sáng lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt. Hắn không nói tiếng nào đánh ra một quyền. Tên yêu binh phản ứng cũng không chậm hắn thốt lên một tiếng nho nhỏ bàn tay liền biến thành quyền yêu lực trong cơ thể vận chuyển nhất thời trên nắm tay của hắn chợt xuất hiện một luồng ánh sáng tăm tối thoáng cái nó hóa thành một con mảnh hổ rồi dung nhập vào nắm tay của người đó mà va chạm với thập tam một tiếng động vang lên tên yêu binh phun máu tươi thân thể như bị một thứ lực mạnh đánh trúng văng ra ngoài mấy trượng đè gãy cả mấy cái bàn máu miệng hắn chảy ra ồng ộc thập tam lui lại mấy bước, khóe miệng cũng có một vết máu tươi. Hắn vừa phải tiếp cái vào rượu đã bị thương nên vào lúc này cố gắng vận chuyển thể lực càng khiến cho vết thương nặng thêm. Nắm tay phải cảm thấy tê tê. Luyện thể thuật của hắn vốn không đầy đủ nên sau khi tu luyện uy lực không mạnh lắm. Hổ bào thấy thập tam ra tay hắn chẳng nói gì mà đưa tay phải vào trong ngực lấy ra 10 lá cờ nhỏ. Phất nhẹ một cái lập tức xung quanh người hắn xuất hiện những luồng gió lạnh lẽo rít lên yêu binh xung quanh thấy người nhà mình bị đã thương liền đứng lên. Ánh mắt bọn chúng chỉ toàn là sát khí. Những người hàng năm đứng trên chốn xa trường một khi phóng ra sát khí có thể tưởng tượng được mức độ của nó như thế nào. Người có vẻ mặt âm trầm vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía vương lâm. Người mang hoang mà cũng dám ở cổ yêu thành gây chuyện. Trong đám yêu binh có một người cười lạnh. Rồi ngay lập tức, bọn họ chẳng khác gì những con mảnh hổ nhanh chóng lao ra cả sáu yêu binh cùng ra tay, hổ bào thầm kêu khổ. Hồn phiên trong tay phất động lập tức vô số hồn phách xuất hiện, trích lên the thế mà bay đầy tử lâu. Thân hình thập tam chợt lóe lên, dung nhập vào trong đám hồn phách mà triển khai chém giết. Thần thông yêu thuật. Các huynh đệ. Yêu lực phá thần. Trong đám yêu binh lập tức có người quát lên. Động tác của sáu yêu binh cực kỳ chuẩn xác nhanh chóng phát ra yêu lực. Nhất thời, trong tử lâu, sáu luồng yêu lực mạnh mẽ giống như những con rồng đang nổi giận mà bay ra vào lúc này đám hồn phách trong hồn phiên đang tràn ngập tửu lâu liền bị bứt lui sắc mặt thập tam tái nhợt hổ bào cũng thầm kêu khổ hai người đưa mắt nhìn nhau cùng thấy được sự kiên quyết trong mắt của người kia mặc dù có phải chết thì cũng phải bảo vệ sự an toàn của lão tổ vào lúc này hổ bào chợt cảm thấy thập tam cũng không phải là một kẻ đáng ghét Tên thống lĩnh có nét mặt âm trầm vẫn đang ngồi trên ghế chợt biến sắc. Hắn đứng phát dậy, quát thu hồi yêu lực. Nhanh, thanh âm của hắn vừa mới dứt, sáu đạo yêu lực đột nhiên mất đi sự khống chế. Trong ánh mắt ngơ ngác của sáu tên yêu binh, sáu đạo yêu lực bay thẳng về phía vương lâm rồi chui vào cơ thể hắn qua vị trí ni tâm. Lúc này, ánh mắt hồi tưởng của vương lâm đã hoàn toàn biến mất. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt hoàn toàn trong sáng ma niệm lợi hại thật trong mắt vương lâm hiện lên một chút kinh hãi người tu đạo chú trọng đến sự kiên định không để cho ngoại vật tác động hai mắt vương lâm sáng lên với tu vi của hắn cùng với sự kiên định của bản thân thì tình cảnh vừa rồi chẳng khác gì vừa trải qua kiếp nạn hồi ức chẳng có gì phải sợ đáng nói ở đây là toàn bộ tinh thần đắm chìm vào trong đó không thể kiềm chế được bản thân nếu như bình thường vương lâm chắc chắn không thể xuất hiện tình trạng đó sau khi hắn nhập ma thì chuyên tâm áp chế nhưng trong cơ thể hắn vẫn có một chút ma niệm tồn tại chính ma niệm đó đã lôi ký ức của vương lâm ra ngoài trong số tu sĩ thượng cổ thì nói tới ngoại ma nhập thể chính là nói khi người tu đạo và thiên địa giao tiếp với nhau thời điểm hiểu được thiên đạo thiên ma ngoại vực hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ thiên ma ngoại vực nhập thể sẽ làm khơi dậy ngọn lửa bên trong cơ thể tu sĩ thiêu đốt nguyên thần từ đó mà có thể đoạt mạng phá hoại đạo pháp trong mắt các tu sĩ thời cổ thì thiên ma ngoại vực là thứ vô cùng đang sợ nếu không cẩn thận để cho nó nhập thể sẽ dẫn tới việc ôm hận ngàn đời sau khi giới tu chân thượng cổ xuống dốc tu chân liên minh liền xuất hiện việc nhắc đến thiên ma ngoại vực dần ít đi chỉ còn lại là một hệ thống phân tích và tính toán được mà thôi việc thiên ma ngoại vực có tồn tại hay không liên minh tu chân gạt bỏ câu trả lời hiện tượng thiên ma nhập thể liên minh tu chân cho rằng đó là do trong cơ thể nảy sinh ma niệm cùng với việc lĩnh ngộ thiên đạo không hợp lý vì thế khiến cho trong ngoài không điều hòa âm dương không giáp hợp tâm cảnh bất ổn mà trong tâm biến thành niệm hiện tượng vừa rồi của vương lâm chính là như thế do tinh thần của hắn xúc động nhớ tới chu tức tinh mà khiến cho ma niệm trong cơ thể tăng lên tới mức cao nhất nếu cứ tiếp tục duy trì có lẽ vương lâm cũng có thể thức tỉnh nhưng khoảng thời gian đó sẽ rất dài chứ không phải ngắn như lúc này yêu binh xuất hiện phóng thích yêu lực khiến cho vương lâm ở trong nghịch cảnh tìm được đường đột phá sau khi yêu lực của sáu yêu binh xuất hiện tung hoành trong tửu lâu đã giúp cho hắn đột phá rất sâu nhờ vậy mà thần trí trong nháy mắt khôi phục như thường tuy nói chỉ trong nháy mắt nhưng cũng đủ cho vương lâm hiểu rất nhiều chuyện hắn không hề do dự mượn ngay yêu lực của yêu binh cùng với tiên lực trong cơ thể mà đột phá sau đó trong cơ thể hắn hình thành một dòng xoáy rồi dung nhập yêu lực vào trong đó tại yêu linh chi địa đối với tu sĩ đến từ bên ngoài mà nói thì yêu lực chính là vật thay thế tiên lực có thể khiến cho tiên lực gia tăng từ trước đến nay vương lâm vẫn chưa từng dung hợp hắn đang tìm một cơ hội có thể dẫn đông yêu lực bên ngoài sẽ thử dung hợp vì vậy mà trong chớp mắt sáu luồng yêu lực của đám yêu binh bị cắn nuốt toàn bộ. Tất cả mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Trong tử lâu, thập tam thấy vương lâm trở lại bình thường liền thở vào một cái. Trong lòng hắn, chỉ cần sự có mặt của vương lâm thì tất cả mọi chuyện đều không có vấn đề gì đáng ngại. Ngay lập tức, hắn đi ra sau vương lâm lạnh lùng nhìn đám yêu binh trong tử lâu. Hổ bào cũng vội vàng vung tay phải lên, thu hồi hồn phiên mà đứng bên cạnh Vương Lâm. Vào lúc này, trong tử lâu sáu tên yêu binh đã mất đi yêu lực toàn thân trở nên yếu ớt. Ánh mắt bọn chúng không tin vào những gì mới xảy ra, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng chúng chỉ có một sự sợ hãi. Các hạ là ai? Nam tử có vẻ mặt âm trầm, đứng lên trầm giọng nói. Vương Lâm cầm lấy vò rượu vẫn để nguyên trên bàn, đứng dậy chẳng thèm để ý tới đối phương mà đi ra ngoài. Thập Tam lấy ra một chút hứa yêu thạch đặt trên bàn rồi đi theo sau. Về phần hổ bào thì nhìn qua đám yêu binh trong tử lâu, cười lạnh vài tiếng rồi đi theo Vương Lâm. Người có vẻ mặt âm trầm, vỗ bàn quát, đứng lại. Vừa nói, hắn vừa bước về phía trước, đồng thời tán phát ra một làn yêu lực mạnh mẽ bao phủ toàn bộ không gian trong tử lâu. Yêu khí giống như ngưng tụ thành vật thực, trong hư vô hóa thành một thành trường kiếm sắc bén, tỏa ra yêu khí nồng nặc mà hướng về phía ba người Vương Lâm. Vương Lâm xoay người, một tia sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, liếc mắt nhìn đối phương. Tay phải hắn vung nhẹ một cái, một luồng gió chợt xuất hiện khiến cho thanh trường kiếm do yêu khí hòa thành đang bay tới biến mất. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Vương Lâm mở miệng nói một câu rồi ra khỏi tử lâu. Ánh mắt của người có nét mặt âm trầm chợt sững lại nhìn theo bóng lưng Vương Lâm mà trầm tư. Đi ra khỏi tử lâu, vương lâm cũng chẳng tới chỗ nào khác mà đi thẳng về khách sạn sau khi vào phòng hắn khoanh chân ngồi xuống tiên lực nhanh chóng vận chuyển khắp cơ thể mà kiểm tra từng chút một việc nhập ma trong tử lâu mang tới cho hắn một cảm giác nguy hiểm từ trước đến nay hắn vẫn coi thường việc này vì vậy mà bây giờ khi hắn bình tĩnh ngưng thần quan sát một cách cẩn thận liền phát hiện trong cơ thể có nhiều chỗ xuất hiện ma niệm mỗi khi phát hiện ra vị trí có ma niệm Vương Lâm liền nhanh chóng khu trừ. Mãi cho đến sáng sớm hai ngày sau, tiên lực của hắn trong cơ thể lưu chuyển mấy vòng vẫn không phát hiện một chút ma niệm nào nữa mới thở vào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, trước mặt hắn đang có ba quả cầu màu đen đang lơ lửng. Ba quả cầu đó chính là ma niệm trong cơ thể bị hắn khu trừ. Chỗ ma niệm này vất đi thì thật là đáng tiếc. Nếu vận dụng một cách hợp lý có thể khiến cho đạo pháp của người ta bị ảnh hưởng, khó lòng phòng bị. Vương Lâm nghĩ tới đây liền giơ tay phải chọc một cái, nhanh chóng thu hồi ba quả cầu vào trong túi trữ vật. Thời hạn 7 ngày cũng sắp hết. Yêu Tương từng nói sẽ có người đến đưa ta tới quân doanh. Vương Lâm đang suy nghĩ chợt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Chẳng cần phải đợi lâu, thanh âm của Thập Tam đã từ bên ngoài vọng vào. Lão Tổ Có người cầu kiến. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bình thản, vào đi. Dứt lời, cửa phòng được đẩy ra, thập tam và hổ bào dẫn một người đi vào trong phòng. Người này tuổi chừng 40, mặc một bộ đồ màu đen, khuôn mặt gầy gò. Hắn vừa đi vào phòng, không khí xung quanh chợt lạnh hẳn xuống. Từ khi bước vào trong phòng, ánh mắt hắn liền tập trung nhìn về phía vương lâm. Sau khi đánh giá một chút, người đó liền ôm quyền, nói, tham kiếm vương thống lĩnh. Tại hạ là quản sự tham quân dưới trướng yêu tương đại nhân tuân mệnh yêu thương đại nhân tới đưa thống lĩnh đại nhân tới quân doanh nhưng trước hết xin vương nghiêu lĩnh đưa ra lệnh bài tay phải vương lâm sờ nhẹ vào túi trữ vật trong tay hắn liền xuất hiện một cái lệnh bài bằng đồng rồi ném về phía trước vị quản sự tham quân đón lấy lệnh bài sau khi xem xét kỹ càng liền gật đầu trả lại sau đó hắn trắng đầu ngón tay vẽ vào không trung một bức họa ngay lập tức một cái trận pháp bằng máu hiện lên trước mặt hắn trận pháp đó cực kỳ phức tạp nhưng trong mắt vương lâm vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết truyền tống trận vương lâm cầm lại lệnh bài nhỏ giọng nói vị quản sự tham quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn vương lâm mà nói vương thống lĩnh kiến thức hơn người đây đúng là truyền tống trận tuy nhiên nó có khác với trận pháp của các ngươi trận pháp này chính là do yêu đế đại nhân tự mình nghĩ ra rồi dùng để truyền tống nói xong hắn liền đi vào trong trận pháp đỏ như máu rồi biến mất vào lúc này trong căn phòng chỉ còn lại ba người vương lâm ánh mắt thập tam hết sức kiên định rồi bước vào trong trận pháp trước chức trách của hắn chính là bảo vệ lão tổ cái trận pháp này rất quỷ dị nên hắn tự thân thử nghiệm trước nhìn thấy hành động của thập tam vương lâm thầm hài lòng hắn đứng dậy rồi đi vào trong trận hồ bào thầm lẩm bẩm trong lòng sau đó đi theo vương lâm Tại một nơi khác, trong nháy mắt khi Vương Lâm bước ra, nhưng tiếng động kinh thiên động địa, hết sức chỉnh tệ giống như sấm nổ từ bốn phương tám hướng ầm ầm truyền tới. Thập Tam bước ra trước, ánh mắt có chút khiếp sợ. Bị thanh âm đó công kích hắn vội lui lại vài bước, sắc mặt tái nhợt. Vốn trước đó hắn đã bị thương, bây giờ lại bị sóng âm chấn động khiến cho máu huyết trong cơ thể sôi lên. Một dòng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lại nói tới hổ bào, Trước đó mặc dù không bị thương nhưng thân thể hắn cũng không rắn chắc như thập tam. Bị những làn thanh âm chấn động nhất thời hai tay ù đặc, yêu lực trong cơ thể tan rã, chạy tán loạn trong kinh mạch. Nét mặt hắn tái nhợt. Nếu không có lão tổ bên người sợ rằng hắn đã vội vã ngồi xuống mà điều hòa yêu lực. Chỉ có điều, hắn càng cắn răng thì yêu lực trong kinh mạch lại tàn tán loạn. Đúng lúc này, một nguồn lực ôn hòa từ bên ngoài truyền đến. Trong nháy mắt, yêu lực trong cơ thể hổ bào như gặp được nguồn cội liền hết sức ngoan ngoãn chỉnh đốn lại trong kinh mạch rồi trở lại bình thường tay phải vương lâm nhấc khỏi vai hổ bào chân hắn đá nhẹ về phía trước một luồng tiên lực bay ra chui vào trong cơ thể thập tam sau khi lưu chuyển trong cơ thể hắn một vòng thương thế trong cơ thể thập tam liền hồi phục vương lâm đưa mắt nhìn xung quanh hắn thấy được nơi đây sử dụng đá đen để xây dựng chu vi của quân doanh ước chừng trăm dặm xung quanh có tường thành bao bọc. Trên tường thành có những luồng yêu lực dao động hiển nhiên là được gia trì pháp thuật. Vị trí vương lâm xuất hiện là ở giữa quân doanh. Cách hắn trăm trượng một đám yêu binh mặt giáp đen đang đứng thẳng tắp. Trên thân thể bọn họ tỏa ra từng làng yêu khí nhìn chẳng khác gì những pho tượng ma thần. Cứ một ngàn yêu binh xếp thành một đội. Vào lúc này, hơn 10 đội yêu binh đang đứng chỉnh tề, trang nghiêm, vây quanh vị trí của vương lâm mà tỏa ra sát khí nồng nặc sát khí của vạn người tỏa ra nào có phải chuyện tầm thường nhất là vạn người này không có người nào mà yêu lực lại kém hơn tam thập giáp thậm chí có người còn vượt qua cả trăm ngoại trừ việc đó ra cả vạn người ở đây đều đã trải qua sa trường trong tay mỗi người đều có vô số tính mạng ngã xuống vì vậy mà sát khí qua bao ngày tháng tích tụ đã thâm nhập vào trong xương tủy trong bầu không khí tràn ngập sát khí hoàn toàn yên tĩnh vào lúc này một vạn ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía một người ánh mắt của bọn họ có thêm sát khí ngưng tụ nên chẳng khác gì một vạn thanh phi kiếm cùng chỉ về một hướng vương lâm đứng ở trung tâm hết sức bình thản không có chút gì e ngại đáp lại một vạn ánh mắt là ánh mắt lạnh lẽo của hắn mới vừa rồi khi hắn vừa từ trong pháp trận đi ra một vạn yêu binh mặc giáp đen cùng hét lên tiếng hết ẩn chứa yêu lực và sát khí khiến cho uy lực của nó chẳng kém gì một tu sĩ anh biến trống lên vậy quản sự tham quân trong mắt thoáng hiện lên một chút châm biếm. Hắn ho khan vài tiếng rồi nhìn hắc giáp yêu binh xung quanh, "Quát, tư mã thống lĩnh ở đâu?" Lời vừa dứt, lập tức từ xa có tiếng vó ngựa vọng tới. Chỉ thấy một con cự thú màu đen có một cái sừng lao đến. Tốc độ của nó cực nhanh làm cuốn lên một đám bụi đất, giống như một làn sóng đang ngùa tới. Trên lưng con thú có một người đang đứng. Người đó mặc một bộ giáp đen phủ kín toàn thân, bên ngoài có một ít đồ họa màu bạc. Đầu hắn được bịt kín bởi một cái mũ đen, toàn thân tỏa ra sát khí rất mạnh. Từ ngoài nhìn vào, cả người hắn chỉ lộ có một đôi mắt mà thôi. Trong phút chốc khi xuất hiện trước mặt Vương Lâm, hắn hơi giật mình. Nhưng ngay lập tức luồng sát khí rất đậm tỏa ra từ người hắn nhanh chóng che lấp. Khi người đó tới, đám yêu binh xung quanh lập tức tách ra để lộ một con đường dẫn thẳng tới mặt vương lâm. Cách khoảng 30 thước, con thú dưới chân hắn liền rống lên một tiếng rồi dừng lại. Tuy nhiên, dù nó đã dừng lại nhưng bụi đất vẫn tiếp tục lan về phía trước. Quản sự tham quân vung tay áo, lập tức một cơn cuồng phong xuất hiện, thổi bay đám bụi đất. Hắn nhìn người vừa mới xuất hiện nói, đây là tân thống lĩnh. Tư mã phó thống lĩnh. Ngươi tới bái kiến đi hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ phó một cái. Người mặt hắc giáp, âm trầm liếc mắt nhìn Vương Lâm rồi nói, tư mã viêm ra mắt thống lĩnh. Thần thái Vương Lâm bình thản, liếc mắt nhìn người đó, nói, tái kiến. Tư mã viêm hừ lạnh một tiếng, tháo chiếc mũ xuống. Khuôn mặt đó đúng là người có vẻ mặt âm trầm trong tử lâu. Ánh mắt của quản sự tham quân có chút gì đó khó lường ôm quyền với Vương Lâm rồi nói, Vương thống lĩnh. Đến đây, tại hạ xin cáo từ trở về phục mệnh yêu tương đại nhân. Vương Lâm mỉm cười nói, không tiễn. Quản sự đại nhân. Quản sự tham quân mỉm cười gật đầu. Hắn đi vào trong trận pháp rồi biết mất. Sau khi hắn rời khỏi, quân doanh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có những tiếng hít thở dồn dập bốn phía. Tư mã viêm lãnh đạm nhìn Vương Lâm, nói, thống lĩnh đại nhân. Hắc giáp quân có một vạn yêu binh ngoại trừ sáu người hôn mê bất tỉnh không thể ra ngoài. Tất cả đều có mặt ở đây. Thần sắc Vương Lâm vẫn thản nhiên, bình thản nhìn yêu binh đang đứng xung quanh. Trong mắt họ, hắn nhìn thấy một sự kinh thường và đối địch. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm chợt hiện lên, chậm rãi nói, tất cả đều lui ra ngoài đi. Một vạn yêu binh không hề có một người di chuyển. Ánh mắt bọn họ tập trung về phía tư mã viêm. Tư mã viêm không mở miệng, bọn họ sẽ không nghe theo bất cứ lời nói của người nào cho dù người đó là tân thống lĩnh vương lâm cũng chẳng để ý tới đám yêu binh xung quanh hắn đi thẳng qua 10 đội hình thập tâm và hổ bào bám sát theo sau sắc mặt hai người âm trầm không nói một tiếng nào sau khi ba người đi rồi đám yêu binh phát ra những tiếng cười ha hả tỏ rõ sự khinh miệt và coi thường chỉ có tư mã viêm là không cười hắn không hiểu được nhiều lắm về vị tân thống lĩnh này. Hắn tự hỏi nếu bản thân gặp phải việc này chắc chắn sẽ không thể bình thản như vậy mà phải đại náo một lúc. Tất cả đều lui ra, tiếp tục thao luyện. Tư mã viêm cao mày, nói. Thanh âm của hắn rất thấp nhưng khi vọng vào tai đám yêu binh lại chẳng khác gì tiếng sấm. Một vạn yêu binh lập tức chỉnh tề quay về phía sau. Mười đội hình bắt đầu diễn luyện. Trong quân doanh ở đây, Ngoại trừ một số binh doanh ra còn có một căn phòng đơn giản. Chỉ có điều bên ngoài căn phòng đó có trận pháp bảo hộ. Bên cạnh căn phòng có cắm một lá cờ màu đen đứng trang nghiêm. Trên lá cờ đó có theo hai chữ tư mã bằng kim tuyến. Hiển nhiên, căn phòng này chính là chỗ ở của tư mã viêm. Bên cạnh đó còn có một số dấu vết kiến trúc. Rõ ràng là nơi đây trước kia không phải chỉ có một căn phòng. Hổ bào nhìn quan cảnh trước mắt, tay hắn nghe thấy đám yêu binh cười nhạp phía sau nét mặt âm trầm tức giận nói lão tổ đám yêu binh khinh người quá đáng nét mặt vương lâm vẫn thản nhiên nói một cách bình thản không cần phải để ý tới nơi đây không có chỗ cho chúng ta ở thì ngồi ngoài trời cũng được hắn vừa nói vừa tìm kiếm một vị trí trống trải khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp hổ bào cố kìm nén cơn tức quay đầu nhìn về phía đám yêu binh đang tản ra sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống bên trái của vương lâm nét mặt thập tam vẫn âm trầm nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước hắn không để ý tới việc bị yêu binh coi thường hắn biết rằng chỉ cần vương lâm ra lệnh một câu là cho dù mất mạng hắn cũng chẳng hề do dự mà ra tay thập tam khoanh chân đi tới ngồi xuống phía bên phải vương lâm hắn nhắm hai mắt lại tu hành thần thông luyện thể của tộc cự ma thời gian chậm rãi trôi đi trong nháy mắt màn đêm đã buông xuống trong suốt khoảng thời gian đó đám yêu binh trong quân doanh liên tục hò hét thao luyện bọn họ lấy thực chiến cùng với phối hợp trận pháp là chính khi có yêu binh gào thét đi qua bên người vương lâm ánh mắt của hắn chỉ có một sự khinh miệt việc này đối với vương lâm cũng chẳng có gì ảnh hưởng hắn vẫn thản nhiên ngồi đó thập tam cũng làm theo vương lâm hắn nhắm mắt ngồi đó mặc dù trong lòng có mấy lần suýt nữa không giữ được bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn có thể cố gắng ngăn chặn chỉ có hổ bào là cả ngày cơ bản không thể tĩnh tâm ngồi yên ánh mắt hắn âm lãnh để ý tới đám yêu binh đối với vương lâm không chỉ nét mặt của hắn bình thản mà ngay cả trong lòng cũng hết sức thản nhiên trong cả ngày tuy nói là hắn ngồi đấy nhưng thần thức của hắn vẫn quan sát tất cả hoạt động của cả vạn người mỗi một đội khoảng ngàn người đều có một thống đội mười thống đội chính là tâm phúc của tư mã viêm về phần sáu tên yêu binh trong tửu lâu tuy tu vi giống như những cũng hiển nhiên là người có uy vọng trong quân doanh sở dĩ hắn không vội vã ra tay là bởi vì hắn hiểu rất rõ quy tắc trong cửu quận yêu binh của yêu linh chi địa sự hiểu biết đó chính là nhờ la vân đưa cho xem ghi chép của tổ tiên cửu quận yêu linh đều lấy quân pháp làm cơ bản hoàn toàn khác với tu chân giới ở đây trừ phi có tu vi thông thiên có thể cùng với yêu đế đánh một trận ra nếu không nhất định phải tuân thủ quân quy phàm là người đi vào yêu linh chi địa đều phải tham gia tuyển để dung nhập vào trong cửu quận nắm giữ binh quyền chỉ có như vậy mới có chỗ đặt chân ở đây nếu không một mình một người mà làm đối thủ của mấy vạn yêu binh thì cuộc chiến đó chẳng cần phải đánh mặc dù tu vi của yêu binh không cao nhưng trong đó cũng có một số cao thủ mặt khác yêu binh am hiểu trận pháp bọn họ thường sử dụng các loại trận pháp quỷ dị khó lường để giết địch tuy nhiên cũng có người giết được nhiều yêu binh thì chắc chắn sẽ dẫn ra đô thống cường giả cấp bậc yêu tương xuất hiện tới khi đó tu sĩ chỉ có một mình không thể nào còn đặt chân lên đây được nữa chỉ có thể nhanh chân trốn đến quận khác nhưng nếu hành vi vẫn cứ tiếp tục thì chỉ có thể tiếp tục đào tẩu như trước cuối cùng trong yêu linh chi địa một bước cũng khó mà đi được chỉ có thể bế quan tìm tu nhưng mà như vậy thì không có chiến công không thể có được cơ hội dung hợp cổ yêu Tất cả những nguyên nhân đó khiến cho tu sĩ đi vào yêu linh chi địa đều tìm mọi cách để có được chức vụ trong quận. Mà như thế thì nhất định phải coi giữ quân quy. Nếu mà phản lại quân quy sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Đối với điểm này, Vương Lâm vô cùng rõ ràng. Nếu hắn ra tay ngay để chỉnh đốn khó tránh khỏi giết người. Hơn nữa, đám yêu binh một khi đã tin tưởng một người nào đó thì cho dù có giết người cũng không giải quyết được vấn đề cuối cùng chính bản thân mình lại vi phạm quân quy, không thể chỉnh đốn thành công. Rất nhiều tu sĩ có đại thần thông tới đây đều thất bại. Dù sao thì hơn một ngàn người đi vào đây, sau khi trải qua một số trận đấu chỉ có thể có được một số ít người đứng vững. Trong đó một số tu sĩ có tính tình tương đối táo bạo. Gặp phải yêu binh không nghe lời liền ra tay ngay. Dù sao thì trong chính quận của yêu linh chi địa mà nói tu sĩ cũng là người đến từ bên ngoài trong chính quận thì mỗi quận đều có một yêu đế. Vì vậy mà khi những người từ bên ngoài tới nhận chức vụ đều có thêm một cái quy định. Một người không nghe hiệu lệnh thì có thể đem người đó ra để khiển trách. Nhưng 10 người không nghe thì sao? 10 người ở đây bao hàm ý nghĩa rất rộng. Có thể nói là 10 người trong một tiểu đội. Hoặc có thể tới 10 tiểu đội. Vì vậy mà Vương Lâm cũng không nóng vội. Lúc này, hắn chẳng khác gì một người thợ săn đang chờ đợi cơ hội một khi nắm được cơ hội hắn sẽ ra tay chỉnh đốn tất cả mọi thứ thời gian cứ thể trôi đi vương lâm ngồi trên khoảng đất trống cũng đã được ba ngày trong ba ngày đó thập tam vẫn hoàn toàn tỉnh táo hai ngày trước vương lâm đã đưa cho hắn một cái ngọc giảng để hắn ghi nhớ tất cả nội dung trong đó nhưng hổ bào thì càng lúc càng không giữ được bình tĩnh thời gian ba ngày càng lúc càng có nhiều yêu binh như không còn để ý tới ba người vương lâm nữa trong mắt bọn họ nghiêu lĩnh mới không còn quan trọng nhưng tư mã viêm thì lại càng lúc càng cảm thấy khiếp sợ hắn vẫn cảm giác được có chuyện gì đó không thích hợp vị nghiêu lĩnh mới tới hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của hắn chẳng những không để ý tới chuyện tình trong quân doanh mà ngay cả nói cũng không nói cả ngày chỉ khoanh chân ngồi đó hai tên người hầu bên cạnh đối phương có một tên đã vô cùng tức giận ánh mắt ngập sát khí Điều đó khiến cho Tư Mã Viêm càng cảm thấy sợ hãi. Hắn không sợ đối phương ra tay, không sợ đối phương tức giận, không sợ đối phương quản lý quân doanh. Tất cả những chuyện đó, hắn đều có biện pháp khiến cho đối phương nản mà tự lăn ra khỏi đây. Cái mà hắn cảm thấy sợ chính là cảm giác nhìn không thấu này. Vị thống lĩnh mới này cuối cùng đang nghĩ cái gì? Tư Mã Viêm ngồi trong căn phòng của hắn. Phía bên dưới có 7 đến 8 thống đội. Thống lĩnh đại nhân hai người từ U và Chu Khải ngày thường vẫn rất ít khi lui tới với chúng ta. Lần này, đại nhân triệu tập lại vẫn không tới. Ngài xem. Trong tám người, một đại hán đầu trọc lóc ngồi bên nói. Người này mặc áo giáp đen, toàn thân toát ra một sự uy nghiêm. Trên đầu của hắn có một ký hiệu con bọ cạp. Thoáng nhìn con bọ cạp đó hết sức quỷ dị. Bất chợt mới nhìn chẳng khác gì một vật sống. Tư mã viêm vuốt vuốt mi tâm ba ngày nay hắn cảm giác chẳng khác gì một năm vương lâm càng trầm tĩnh hắn lại càng có cảm giác nguy hiểm hai người đó để sau hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là muốn nghe các ngươi nhận xét về vị thống lĩnh mới như thế nào ở đây đều cùng một nhà các ngươi cứ nói thẳng tư mã viêm trầm giọng nói có cần phải ý kiến hay không người này chắc chắn là một tên phế vật không cần phải để ý tới một nam tử trẻ tuổi tỏ vẻ kinh miệt đối với thống lĩnh mới. Trong lòng hắn có chút xem thường. Chuẩn xác mà nói thì hắn chẳng hề coi bất cứ người nào từ bên ngoài tới ra cái gì. Tôn thống đội nói sai rồi. Thống lĩnh mới chắc chắn là người có tâm cơ thâm trầm. Mấy ngày nay có thể ngồi im tại chỗ, không hề mất bình tĩnh thì chắc chắn là một người phi thường. Một lão già tóc hoa râm ngồi bên dưới tư mã viêm trầm giọng nói. Người này tuy nói nhiều tuổi, nhưng bộ giáp đen trên người lại tạo ra một sự vững chãi. Tôn thống đội hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói, ngươi đề cao hành động của hắn quá mức rồi. Dưới sự quan sát của Vương Lâm thi thoảng lại có người lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra được một quyết định thống nhất. Tư mã viêm dây dây tráng, nói, được rồi. Các ngươi nhớ lấy. Mấy ngày tới không nên trêu chọc tới hắn. Để một thời gian nữa ta xem hắn còn có thể bình tĩnh được nữa không chỉ cần hắn chủ động xuất ra thì chúng ta sẽ có đối sách thời gian từ từ trôi qua trong nháy mắt vương lâm đã ngồi trong quân doanh được nửa tháng trong nửa tháng đó hắn không hề có bất cứ một cử động mỗi ngày đều nhắm mắt thổ nạp quân doanh giống như trở thành một nơi để cho hắn tu luyện tâm lý của thập tam cuối cùng cũng được bình thản cùng với vương lâm thổ nạp chỉ có điều hổ báo thì cơn tức giận trong lòng càng lúc càng tăng lên nếu không phải hắn có sự e ngại thì đã nổi cùng mà xuất hồn phiên ra đại chiến một lúc vương lâm trầm lặng khiến cho hơn vạn yêu binh ở đây càng thêm khinh miệt đối với tất cả những việc đó vương lâm ngoảnh mặt làm ngơ đến một ngày trong quân doanh tôn thống đội dẫn một đội ngàn người thao luyện đi qua vị trí của vương lâm lúc này ánh mắt của tôn thống đội không hề che giấu sự khinh miệt đối với thống lĩnh mới vì vậy mà khi đi ngang qua hắn phun một bãi nước bọt làm càng nói phế vật. Đội yêu binh thấy động tác của thống đội và lời nói liền cười rộ. Trong tiếng cười tỏ rõ sự mỉa mai. Trong nháy mắt khi dọc nước bọt rơi xuống, Vương Lâm mở hai mắt. Ánh mắt của hắn hết sức bình thản, từ tốn nói, tôn thống đội. Ngươi nói cái gì? Tôn thống đội ngẩn người. Từ khi đến đây đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên Vương Lâm mở miệng nói chuyện. Hắn cười lạnh trong lòng, nói một cách khinh miệt, lão tử vừa mới nói hai chữ phế vật. Giọng nói của hắn cuồng vọng, không hề có chút kiên nể. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm, hắn nhếch miệng cười nhạt. Tay phải hắn giơ lên cao chọc một cái. Nhất thời trong không trung chợt xuất hiện một nguồn lực vô hình. Thân thể tôn thống đội lập tức bị thứ lực vô hình đó trói buộc. Nó không hề dừng lại, tiếp tục vượt qua khoảng cách mà lan tới khiến cho tôn thống đội biến sắc, cố gắng dãy dụa nhưng mặc cho hắn có dễ thế nào, tán phát yêu lực đến đây thì thân thể vẫn bị nguồn lực đó kẹp chặt, không hề buông lỏng. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền bị Vương Lâm túng chặt. Cổ tay Vương Lâm chộp thẳng vào cổ hắn. Ngươi, trong nháy mắt, khuôn mặt tôn thống đội đỏ bừng. Cảm giác cánh cửa tử vong hiện lên ngay trước mặt hắn. Mặc dù như vậy thì hắn vẫn cố dùng ánh mắt căm hận mà nhìn Vương Lâm. Hắn không tin vị thống lĩnh mới này dám giết mình. Tuy nhiên, Tới lúc này, hắn có một sự e ngại đối với tu vi của đối phương. Bởi người ta giơ tay lên một cái, hắn liền không hề có lực hoàn thủ. Tu vi thế này, cho dù là tư mã thống lĩnh cũng không thể làm được. Thấy thống đội bị bắt, một ngàn hắc giáp yêu binh liền ầm ầm xông tới. Một tia sáng trong mắt vương lâm lóe lên, nhẹ giọng nói, thập tam. Điều thứ tám trong quân quy của thiên yêu quận. Đọc lên. Trong mấy ngày qua, thập tam chăm chú ghi nhớ nội dung ngọc giảng. Vào lúc này, nghe Vương Lâm nói vậy, hắn liền mở miệng, người dưới xúc phạm cấp trên. Chém. Thân thể tôn thống đội chợt trung lẫy bẫy, trong lòng có cảm giác không ổn. Hắn cố gắng dễ dụa để mở miệng, nhưng tay Vương Lâm đã nắm chặt lấy cổ khiến cho bản thân không thể thốt ra lấy một lời. Một tia sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn nhếch mép mỉm cười. Tay phải khẽ dùng sức lập tức có tiếng rắc vang lên công thống đội không kịp kêu lên một tiếng liền bị vương lâm bóp nát cổ cùng lúc đó tiên lực của vương lâm cuồn cuồn tản ra chui vào trong cơ thể người đó phá hủy tu vi của đối phương cho đến tận lúc chết ánh mắt công thống đội vẫn không thể tin được vào sự thật tàn khốc hắn không ngờ được vị thống lĩnh mới lại có can đảm hạ sát thủ nắm được thi thể của người này vương lâm hít một hơi thật sâu nhất thời Từng đạo yêu khí từ thất khiếu của các xác bay ra rồi bị Vương Lâm hút vào trong cơ thể. Tất cả sự việc diễn ra gần như chỉ trong khoảng thời gian thập tam mở miệng, Vương Lâm liền không hề do dự mà giết người. Vào lúc này, yêu binh đang lao đến đều dừng lại, ánh mắt tức giận. Cũng có một số người thông minh liền lập tức thay đổi suy nghĩ về Vương Lâm. Thuận tay ném thi thể Tôn thống đội về phía trước, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về đám yêu binh trước mặt không nói tiếng nào cái thi thể rơi đánh bịch một nhát trước người đội yêu binh nhìn đôi mắt chết mà không nhắm được của tôn thống đội đám yêu binh càng thêm tức giận trong đám yêu binh lập tức có người hét lớn các huynh đệ báo thù cho thống đội lời nói vừa dứt trong ngàn người liền có một nửa lao ra đồng thời rống lên giận dữ bọn họ chẳng hề do dự mà lao tới toàn thân mỗi yêu binh phát ra yêu khí ánh mắt coi vương lâm chẳng khác nào kẻ địch những tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm càng mạnh. Hắn thốt lên nhẹ nhàng, cấp dưới phạm thượng. Khóe miệng hắn điểm một nụ cười rồi đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời, kiếm tiên xuất hiện trong tay. Tay hắn phất nhẹ một cái, một đạo kiếm quang giống như sẽ đôi bầu trời lóe lên. Cùng lúc đó, Loan Đao cũng bám sát theo sau mà lao vào trong đám yêu binh. Những tiên kêu thảm thiết nhanh chóng vang lên. Kiếm quang của Kiếm Tiên đi đối phó với đám yêu binh có tu vi tương đương với kết đan kỳ chẳng khác gì trở bàn tay. Về phần Loan đao, mỗi lần nó hiện lên liền có một cái đầu yêu binh rơi xuống đất. Sự rối loạn ở đây nhanh chóng bị các đội yêu binh khác phát hiện. Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thống đội của mình. Chính thống đội khác trong quân doanh vội vàng chạy tới đây. phía sau bọn họ là đám yêu binh cũng ầm ầm kéo tới. Dừng tay, trong số chính thống đội lập tức có người gầm lên. Khoảng cách trăm dặm vốn không xa vì vậy mà không mất nhiều thời gian, trước mặt Vương Lâm bụi đất bay lên mù mịt bởi sự xuất hiện của 9.000 yêu binh. Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý. Hai tay hắn duỗi ra, tiên lực trong cơ thể cùng với yêu lực tạo thành một dòng suối chảy phát ra một lực hút rất mạnh. Nhất thời, yêu lực trong cơ thể mấy trăm yêu binh bị giết chết bay ra rồi vọt về phía Vương Lâm. Thoáng cái đã bị hắn hút vào trong cơ thể yêu lực dày đặc phiêu tán trong thiên địa hình thành một con lốc xung quanh vị trí của Vương Lâm. Cho đến khi 9.000 yêu binh tới gần thì Vương Lâm cũng đã hấp thu toàn bộ yêu lực. Tay phải hắn dơ lên điểm một cái vào hư không, kiếm tiên và loan đao liền quay trở về, xoay quanh đầu hắn mà phát ra những tiếng ngân vang dội. Gần như chỉ trong chốc lát, một ngàn yêu binh của tôn thống đội liền chỉ còn có một nửa. Một nửa còn lại đã chết sạch. Nhưng người còn sống sót đều lui ra phía sau sự tức giận trong mắt bọn họ đã biến mất, thay thế vào đó chỉ có sát khí và một dấu ấn sợ hãi thật sâu. Chính thống đội mặt hắc giáp nhanh chóng đi tới gần Vương Lâm. Ánh mắt của bọn họ liền chú ý tới thi thể của tôn thống đội. Chính ngàn yêu binh nhanh chóng tản ra, vây quanh Vương Lâm. Toàn thân bọn họ tỏa ra sát khí nồng đậm, tràn ngập bốn phía. Bọn họ cũng không chỉ vây quanh một cách bình thường mà còn sắp xếp thành một loại trận pháp mà tập trung về phía Vương Lâm thập tam và hổ bào lập tức đứng lên ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo nhất là hổ bào hắn liếm liếm môi xuất ra hồn phiên hắn đưa mắt nhìn vương lâm vẫn khoanh chân ngồi ở đó từ đầu đến giờ chưa hề đứng lên vào lúc này bị chín ngàn yêu binh vây quanh nét mặt hắn vẫn bình thản nói các ngươi cũng muốn làm cái chuyện cấp dưới xúc phạm cấp trên chính vị thống đội đều cảm thấy ớn lạnh trên mặt đất vết máu của yêu binh vẫn còn chưa khô những cánh tay cục rồi đầu lâu văng đầy đất. Tất cả quan cảnh trước mắt khiến cho suy nghĩ của bọn họ về Vương Lâm có một sự thay đổi rất nhiều. Nhất là vào lúc này, nghe đối phương nói, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau mà im lặng. Cũng vào lúc đó, một tiếng gầm giận dữ từ xa vọng đến. Chỉ thấy tư mã viêm giống như một cơn cuồng phong vọt tới. Hắn phóng qua vô số yêu binh mà xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn thấy hài cốt và vết máu trên mặt đất, sắc mặt hắn lại thêm âm trầm vừa rồi hắn đang ngồi đã tọa thì nhận được tin báo quân danh xảy ra hỗn loạn liền lập tức thu công tuy nhiên hắn cũng không ra mặt mà sử dụng bí thật để báo cho quản sự tham quân chờ tới khi vương lâm bị vây quanh hắn mới đi ra thống lĩnh đại nhân không cần biết nguyên nhân gì nhưng sau khi ngươi giết tôn thống đội rồi lại trảm sát yêu binh thì ta không thể bỏ qua việc này tư mã viêm trầm giọng nói Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, mỉm cười nói, thập tam. Đọc điều thứ 13 của quân quy thiên yêu quận. Thập tam lập tức nói, náo loạn quân doanh, vây khốn cấp trên, trong vòng 30 nhịp hô hấp phải lùi. Nếu không, chém. Đọc điều thứ hai của quân quy thiên yêu quận. Nếu chưa được phép mà đã tự tiện dùng tru tiên trận với người bên trong thì trong vòng 20 hô hấp cũng phải giải tán. Nếu không gặp phải tội lớn. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên. Trái ngược với hắn, tư mã viêm thì lại càng thêm âm trầm. Hắn hiểu ngay, người trước mắt cả tháng sở dĩ ngồi im chính là để đợi một cơ hội. Khi nắm được cơ hội đó liền khiến cho người ta không thể không phục. Trong số chính vị thống đội liền lui lại phía sau. Ba người đó nhìn nhau đều nhận ra sự e ngại trong mắt đối phương. Cái việc thống lĩnh tranh giành này bọn họ không muốn tham gia. Thập tam. Đếm. Vương Lâm nhắm hai mắt, chẳng thèm để ý tới tư mã viêm. Ánh mắt thập tam hết sức bình tĩnh, đã hết 13 nhịp. Chỉ còn 16, 15, 14, 13. Tản ra. Tư mã viêm nghiến răng, nghiến lợi quát. Lời nói cả hắn trong quân doanh chính là lệnh. Chín ngàn yêu binh lập tức quay lại mà tản ra. Thế trận được lập ra để bao vây nhanh chóng bị phá vỡ, không còn tồn tại. Vào lúc này, ở giữa quân doanh, một luồng ánh sáng đỏ như máu chợt lóe lên. Thân hình gầy gò của quản sự tham quân từ từ xuất hiện. Hắn cũng không phải tới một mình. Phía sau hắn còn có một lão già mặc áo bằng vải bố. Mái tóc của lão bạc trắng, phất phơ bay trong gió. Lão đứng đó mà khiến cho tất cả mọi thứ bị lu mờ. Trong nháy mắt khi lão già xuất hiện, Vương Lâm mở hai mắt. Ánh mắt hắn xuyên qua đám yêu binh trước mặt mà nhìn về phía lão già ánh mắt của lão già cũng nhìn về phía Vương Lâm. Khi ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, tâm thần của Vương Lâm hơi chấn động rồi trở lại bình thường. Trong cơ thể đối phương hắn cảm nhận được có tới bốn cái phong ấn. Thân thể lão già cũng hơi run, ánh mắt lóe lên một tia sáng mà trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Đối phương chỉ liếc mắt một cái mà phong ấn trong cơ thể hắn suýt nữa bị phá vỡ. Sau khi quản sự tham quân xuất hiện liền lóe lên một cái, chẳng khác gì thuấn di mà xuất hiện trước mặt vương lâm lão già theo sau cũng đồng dạng như vậy khuôn mặt gầy gò của quản sự tham quân sau khi nhìn bộ hài cốt trên mặt đất vẫn bình thản tham quân đại nhân thống lĩnh vô cớ giết chết tôn thống đội lại giết thêm 500 yêu binh tất cả mọi chuyện có mọi người xung quanh chứng kiến tư mã viêm đứng một bên nói vương lâm vung tay phải lên một miếng ngọc giản liền bay ra quản sự tham quân đón được rồi cúi đầu nhìn xuống. Yêu lực của hắn mới chảy ra ngay lập tức trong đầu xuất hiện một loạt hình ảnh. Những hình ảnh đó chính là sự việc vừa diễn ra. Quản sự tham quân liếc nhìn Vương Lâm một cái thật sâu. Chút kinh thường ban đầu đối với Vương Lâm hoàn toàn biến mất. Thậm chí, bây giờ hắn còn có ý kết giao. Thủ đoạn của Vương Lâm có thể nói là hoàn toàn chiếm được tiên cơ, lúc nào cũng nằm trong thế bất bại. Hắn nở nụ cười, nói, vương thống lĩnh. Đã quấy rầy rồi. Việc này, tại hạ sẽ bẩm báo với yêu tương đại nhân. Đối với kẻ phạm thượng hậu quả như thế là điều tất nhiên. Hắn vừa nói vừa ôm quyền với vương lâm rồi mỉm cười cáo lui. Cái lão già đi bên cạnh cũng ôm quyền nói với vương lâm, vương thống lĩnh tu vi kinh người. Tại hạ bội phục. Đợi hai người đi khỏi, tư mã viêm trầm lặng một lúc rồi cung kính nói với vương lâm, việc này là do mạc tướng lỗ mãn, mong thống lĩnh không trách hắn vừa dứt lên ánh mắt đám thống đội đứng bên có chút ngạc nhiên một người trong số đó hơi do dự một chút rồi mở miệng nói việc này thuộc hạ cũng có chút lỗ mãn ngay sau đó tất cả đám thống đội đều nói như vậy cuối cùng thì mọi việc cũng chấm dứt tới thời điểm này cho dù người ngu cũng nhận ra thủ đoạn của vương lâm vị thống lĩnh mới đã không ra tay thì thôi một khi ra tay thì nhanh như chớp nếu tiếp tục ương bướng nữa thì không chừng đến một ngày nào đó chuyện tôn thống lĩnh còn có thể tiếp diễn. Hơn nữa, tu vi của thống lĩnh chỉ sợ rằng cho dù tư mã viêm có ra tay cũng không thể thủ thắng. Vì vậy mà phần lớn mọi người đều thỏa hiệp. Vương Lâm đứng thẳng người, tay phải nhấn một cái lên mặt đất. Nhất thời, trong quân doanh chợt phát ra nhưng tiếng rung chuyển ầm ầm. Mặt đất giống như một con rồng đang quẩy mình thụt xuống một chút. Bùn đất dưới chân Vương Lâm giống như một con suối bắt đầu phun lên. Bụi đất bốn phía bay mù mịt, che khuất cả không gian. Gần như trong nháy mắt, một ngôi lầu bằng bùn đất chui lên, sừng sững trên mặt đất. Đó là một ngôi lầu có hai tầng, màu sắc đơn điệu. Tuy nhiên, thoáng nhìn qua cảm giác nơi đó có một sự uy nghiêm. Nhấc tay một cái đã tạo ra được một tòa lầu trong quân doanh pháp thuật như thế không chỉ chấn nhiếp đám người tư mã viêm mà cả chín ngàn yêu binh cũng không ngoại lệ tất cả lui ra đi vương lâm bình thản nói một câu rồi xoay người đi vào căn lầu thập tam bám sát theo sau còn hổ bào thì sau khi cười lạnh liếc mắt nhìn tất cả mọi người mới xoay người bước đi trong lòng hắn vô cùng sảng khoái bao nhiêu kiềm chế trong quá khứ vào lúc này đã hoàn toàn biến mất sự sùng kính trong lòng vương lâm càng tăng thêm Đợi sau khi ba người Vương Lâm bước vào trong lầu, Tư Mã Viêm nắm chặt tay, không nói tiếng nào xoay người rời đi. Chính vị thống đội còn lại sau khi nhìn nhau, trong lòng đều có quyết định riêng mà lui đi. Từ hôm đó, trong 8 thống đội tiếp xúc với Tư Mã Viêm, ngoại trừ Tôn thống đội đã chết ra cũng chỉ còn có 3 người vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ. Bốn người còn lại thì từ từ bất hòa, xa lánh Tư Mã Viêm. Từ ngày đó, trong quân doanh của Hắc Giáp quân, trong lòng đám yêu binh hình ảnh của Vương Lâm từ từ rõ ràng. Từ khi Vương Lâm trở thành thống lĩnh tới nay chưa hề ra lệnh. Nhưng sự uy nghiêm của hắn cùng với hành động quyết đoán đã tạo ra uy danh của bản thân. Bên trong cổ yêu thành có 16 quân doanh, tất cả đều mặc hắc giáp. Chỉ có ở những địa phương nhỏ mới có sự khác biệt. Vào lúc này, trong quân doanh thứ ba, Diêu Tích Tuyết đang khoanh chân ngồi trong phòng. Đêm khuya, Diêu Tích Tuyết chợt mở hai mắt trong đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng ngoài cửa sổ bóng trăng đang tỏa ánh sáng tím ngắt xuống mặt đất tối hôm nay ở trong yêu linh chi địa chính là thời điểm cứ nửa năm một lần mặt trăng tỏa sáng rực rỡ nhất nghe đồn vào ngày này chính là lúc mà thiên địa giao hòa còn về phần cụ thể như thế nào thì không người nào hiểu lời đồn đó cũng là từ xa xưa truyền lại mà cũng chỉ có một câu như thế không có lời giải thích rõ ràng nàng hít một hơi thật sâu đứng dậy. Sau khi tỏa thần thức ra xem xét xung quanh, liền đưa tay sờ vào túi trữ vật. Ngay lập tức, trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn màu đỏ. Nhìn chiếc la bàn, ánh mắt nàng có chút do dự. Nơi đó ta đã đi ba lần, nhưng mỗi lần đều dừng lại đúng vị trí đó. Phụ thân đã từng nói muốn tiến vào nơi đó thì tu vi ít nhất phải đạt tới vấn đỉnh kỳ. Nếu theo kế hoạch mà phụ thân đã vạch ra cho ta thì ta ở đây hấp thu đủ yêu lực sau đó đột phá lên cảnh giới vấn đỉnh kỳ đến lúc đó có thêm sự trợ giúp của huyết hồn đang có thể nắm chắc tám phần thành công nhưng thủy triều lần này không ngờ lại xuất hiện cái lệnh bài đó đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại cầm la bàn trong tay mà nét mặt trầm ngâm năm đó phụ thân và đám người thiên vận tử tiến vào yêu linh chi địa đã hỏi được từ miệng yêu đế lúc ấy người cũng không kịp xem qua mà cùng với đám người thiên vận tử đi tới vực sâu nơi thủy triều qua mấy năm suy đoán của phụ thân thì nơi đó có 6 phần là sự thật. Ta thử đi một lần nữa. Nếu vẫn không thể tiến vào thì chỉ còn chờ sau khi đạt tới vấn đỉnh kỳ rồi mới tính. Dù sao thì số lượng huyết hồn đang do phụ thân luyện chế, 3 lần xông vào trước đã dùng mất 3 viên. Bây giờ chỉ còn 6 viên. Thời gian ở đây còn rất dài không thể lãng phí được. Mỗi một viên huyết hồn đang là một lần có thể hồi sinh. Ánh mắt của Diêu Tích Tuyết lộ vẻ quyết đoán khuôn mặt nàng vốn vô cùng đẹp vào lúc này pha trộn thêm sự kiên định càng khiến cho người khác mê mẩn nàng nhẹ nhàng thả la bàn ra sau đó tay phải lại vuốt vào túi trữ vật trong tay liền có thêm một cây đèn trên cây đèn màu trắng có khắc một vài phù văn trên những phù văn đó thi thoảng lại lóe lên những tia sáng giống như lồng ngực con người đang phập phồng nhìn qua có cảm giác vô cùng quái dị diêu tích tuyết hít một hơi thật sâu rồi bóp nát cây đèn trong khoảng khắc khi cây đèn vỡ vụn, từ bên trong liền bay ra một giọt máu màu lam. Nàng không hề do dự, cắn đầu ngón tay. Sau đó, dùng máu của bản thân vẽ vào không trung một vài loại phù văn phức tạp. Sau khi phù văn xuất hiện nó liền dung hợp với giọt máu màu lam. Thoáng cái, Diêu Tích Tuyết liền nắm lấy đạo phù văn mà điểm vào mi tâm. Ngay lập tức đạo phù văn in vào mi tâm khiến cho nàng có cảm giác đau đớn. Một lúc lâu sau, cơn đau từ từ biến mất. Nàng vừa thở hổn hển, vừa đưa ngón tay lên. Trong nháy mắt, đạo phù văn từ mi tâm của nàng lại xuất ra rồi hóa thành giọt máu màu lam, lơ lửng giữa không trung. Tay phải của nàng vung lên, nhất thời giọt máu màu lam liền biến mất. Sau đó, nàng cắn răng lấy chân dẫm nát cái la bàn trên mặt đất. Một làn ánh sáng dịu dịu lóe lên, trên la bàn xuất hiện vô số đạo phù văn bay lên, xoay xung quanh căn phòng. Những đạo phù văn xoay trong căn phòng khoảng ba hơi thở rồi diêu tích tuyết và la bàn cùng biến mất. Thời gian chậm rãi trôi đi. Cuộc sống của Vương Lâm vẫn không hề có bất cứ gì khác biệt. Cả ngày hắn chỉ ngồi thổ nạp, rất ít khi ra khỏi phòng. Từ từ, hắn đã luyện hóa được số yêu lực dung nhập với tiên lực trong cơ thể, ổn định tu vi mà tiến tới anh biến hậu kỳ. Trên thế gian có một định luật vô cùng chính xác đế vương của phàm nhân sở dĩ có được uy nghiêm là do được vô số thần tử kính sợ ngoài ra đó là do có khoảng cách có sự thần bí trong mắt mỗi một vị đại thần hoàng đế ngự ở trên cao là người không thể với tới không thể đoán nổi suy nghĩ nên nảy sinh ra sự uy nghiêm vào thời điểm này mặc dù vương lâm rất ít khi lộ diện trong quân doanh nhưng sự uy nghiêm của hắn cứ mỗi ngày lại càng vượt qua tư mã viêm vẫn xuất hiện thường xuyên trong mấy tháng qua hổ bào sống trong quân doanh giống như cá gặp nước. Tính cách của hắn vốn thoải mái. Tuy trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng thời gian trôi đi, chút mâu thuẫn đó dần biến mất. Hắn đi lại với mấy vị thống đội càng lúc càng nhiều. Nhất là có một vị thống đội tên là Từ U, người này là con gái. Trong khoảng khắc khi hổ bào nhìn thấy nàng liền cảm thấy rung động. Từ đó về sau, hắn vô cùng ân cần. Những khoảng thời gian khác trong ngày, Hắn luôn ngồi bên ngoài ngôi lầu giống như một vị thần giữ cửa. Sau mấy tháng, vào một hôm, trong quân doanh số 3, trong căn phòng của Diêu Tích Tuyết một luồng ánh sáng màu tím chợt lóe lên giữa không trung. Ngay sau đó nó liền biến thành những đạo phù văn màu lam. Đạo phù văn nhanh chóng xoay tròn. Ở vị trí giữa của chúng có một giọt máu màu lam đang sôi sùng sục. Từ từ, mức độ sôi trào của nó càng lúc càng mạnh. Cuối cùng dọc máu màu lam phình lên gấp mấy lần biến thành một quả cầu máu màu lam những đạo phù văn xung quanh xoay tròn với tốc độ nhanh hơn một lúc sau tất cả chúng chợt ngừng lại nhưng nhận được một sự kêu gọi mà bay hết về phía quả cầu máu màu lam gắn lên mặt ngoài của nó sau khi một cái phù văn cuối cùng in lên trên quả cầu máu màu lam liền co lại nó cũng không phải có lại toàn thể mà quá trình đó nó tạo ra một hình người cả quá trình diễn ra trong thời gian không lâu khoảng chừng sau năm nhịp thở đã hoàn thành. Quả cầu màu lam biết mất. Thay thế vào đó là thân thể của một người con gái có khuôn mặt xinh xắn, thân hình có những đường cong tuyệt mỹ. Người con gái đó đúng là Diêu Tích Tuyết. Lại thất bại lần nữa. Lần này nếu không có huyết hồn đan thì ta đã chết tới bốn lần rồi. Nhưng cũng may là ta đã phá được hơn một nửa. Nếu có thêm người giúp đỡ nhất định sẽ thành công. Diêu Tích Tuyết mở to đôi mắt mà than một tiếng sau đó ánh mắt nàng hơi nhíu lại khuôn mặt trở nên trầm ngâm nếu có người giúp đỡ ta vương lâm trước mắt trong cổ yêu thành ngoại trừ ta ra còn có hai vị tu sĩ trong hai người đó thì một người chỉ là anh biến sơ kỳ không có tác dụng chỉ còn có vương lâm hắn có thể tiếp được thất băng quyền của yêu tương thì tu vi vừa đủ chỉ có điều tính tình của người này lạnh lùng nếu không có lợi chỉ sợ là rất khó giúp ta Diêu tích tuyết trầm ngâm một lúc, tay phải liền vung lên một cái. Một phần sáng mờ chợt tỏa ra xung quanh. Thời gian trong đi, trong hắc giáp quân, Vương Lâm vẫn ngồi đó mà tu luyện. Từ sau khi hấp thu yêu lực của 500 yêu binh và tôn thống đội, yêu tinh trong cơ thể hắn sau khi dung hợp cũng đã đạt gần ngàn giáp. Với một ngàn giáp yêu tinh, tốc độ hấp thu yêu khí ở đây hiển nhiên là nhanh hơn trước gấp mấy lần. Đối với mọi chuyện trong quân doanh, Vương Lâm cũng không để trong lòng. Hắn tận dụng mọi thời gian hấp thu yêu lực để đột phá tới anh biến hậu kỳ. Ngày hôm nay, Vương Lâm đang ngồi đó chợt mở hai mắt. Nét mặt khẽ thay đổi. Vương đạo hữu, canh ba hôm nay hãy đến cổ sơn cách quân doanh ngàn dặm. Diêu Tích Tuyết. Thanh âm của Diêu Tích Tuyết vang vẳng trong nguyên thần của Vương Lâm. Vương Lâm hơi trầm ngâm một lúc rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngồi xuống. Đến canh ba, cách quân doanh ngàn dặm, trên cổ sơn Diêu tích tuyết mặt bạch y đứng trên đỉnh núi mà đợi. Thời gian chậm chậm trôi đi. Mãi cho tới khi ánh bình minh bắt đầu ló rạng, Vương Lâm vẫn không hề xuất hiện. Khuôn mặt diêu tích tuyết từ từ trở nên lạnh lùng. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi hóa thành một tia sáng trắng bay thẳng đến quân doanh của Vương Lâm. Thoáng cái, nàng đã tới bên ngoài quân doanh rồi thúng di đi vào bên trong. Trận pháp của quân doanh đối với nàng không hề có một chút tác dụng. Dù sao thì nàng cũng là một trong số các thống lĩnh. Sau khi tiến vào quân doanh, lúc này, ở trên cái sân rộng trăm dặm, đông đảo yêu binh dưới sự chỉ huy của các thống đội đang diễn luyện trận pháp. Sự xuất hiện của Diêu Tích Tuyết lập tức thu hút sự chú ý của đám yêu binh. Tốc độ của nàng cực nhanh bay thẳng về phía ngôi lầu của Vương Lâm. Ngoài căn lầu, Thập Tam chợt mở hai mắt rồi đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Diêu Tích Tuyết đang bay tới người tới dừng lại. Thập Tam đang nghe truyện trên TV audio CV quá khẽ. Nét mặt diêu tích tuyết lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng. Nàng chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc, bay thẳng tới ngôi lầu. Vào lúc này, mấy vị thống đội có mặt trên sân gần như chẳng hề do dự nhanh chóng vọt về phía ngôi lầu. Phía sau bọn họ, đám yêu binh cũng tỏa ra yêu khí mà bám theo sau. Mắt thấy diêu tích tuyết tới gần, thập tam hét lớn một tiếng. Chân hắn bước về phía trước một bước, tay phải nắm lại rồi xuất ra một quyền. Diêu Tích Tuyết cũng chẳng thèm để ý tới Thập Tam. Tay phải nàng điểm nhẹ một cái vào hư không, một tia sáng đỏ như máu chợt lóe lên, bao phủ toàn thân Thập Tam. Ngay lập tức, thân thể Thập Tam chẳng khác gì một quả cầu đỏ như máu. Thập Tam dừng lại, đứng im như một pho tượng trước ngôi lầu. Diêu Tích Tuyết hạ xuống bước từng bước tiến vào. Đến đây, chính nàng yêu binh từ bốn phương tám hướng lao đến. Trong mấy vị thống đội lập tức có người quát, diêu thống lĩnh. Dừng lại. Nét mặt diêu tích tuyết đầy sát khí. Ngọc thủ đang chấp sau lưng chợt vung lên. Một làn ánh sáng đỏ như máu chợt xuất hiện giữa không trung. Trong phạm vi trăm trượng hoàn toàn bị là ánh sáng đó bao phủ. Đám yêu binh đang vọt tới lập tức bị ngăn cản bên ngoài, không thể đi vào. Ta có chuyện riêng muốn nói với vương thống lĩnh các ngươi không cần phải xen vào diêu tích tuyết lạnh lùng nói một câu rồi lại tiếp tục đi vào bên trong trong nháy mắt khi nàng đặt chân tới cửa của ngôi lầu một luồng gió từ bên trong ùa ra cơn gió ập vào người diêu tích tuyết khiến cho nàng biến sắc ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên bao phủ toàn thân sau khi cơn gió thổi qua phần sáng cũng từ từ biến mất thập tam đứng đó cũng bị cơn gió thổi tới ngay lập tức thân thể hắn thoáng động liền trở lại bình thường bên tai hắn chợt có thanh âm của Vương Lâm vang lên. Nghe thấy lời nói của Vương Lâm, Thập Tam cũng chẳng thèm để ý tới Diêu Tích Tuyết lại khoanh chân ngồi xuống không nói tiếng nào. Diêu đạo hữu quá giận rồi. Thanh âm của Vương Lâm từ trong ngôi lầu vọng ra. Nét mặt Diêu Tích Tuyết càng thêm lạnh. Nàng hừ nhẹ một tiếng, nói, cân tức của ta vẫn còn kém Vương đạo hữu. Vừa nói, nàng vừa đi về phía trước, đẩy cánh cửa lầu ra mà bước vào các cánh cửa sổ của ngôi lầu vẫn bị đóng kín bên trong không hề có một chút ánh sáng lúc này ánh sáng từ ngoài chiếu vào qua cánh cửa in xuống mặt đất một bóng người vương lâm khoanh chân ngồi ở sâu bên trong không thể nhìn thấy rõ nét mặt bước chân vào đây nếu ngươi không có chuyện gì khiến cho vương mổ động tâm thì đừng trách ta không thương hương tiết ngọc thanh âm của vương lâm vang lên một cách lạnh lùng đây là thời điểm tu luyện quan trọng của hắn vốn hắn định ở yên đây mấy tháng, luyện hóa yêu lực trong cơ thể mà đột phá tới anh biến hậu kỳ. Không ngờ lại có người vô cớ xông vào các đức sự tu hành thì làm sao mà hắn có thể để yên cho đối phương. Ta hẹn ngươi gặp mặt trên cổ sơn vào lúc canh ba. Tại sao ngươi không tới? Diêu tích tuyết lạnh giọng nói. Vì sao ta phải đi? Vương Lâm nhíu mày. Hắn với nàng mới chỉ gặp mặt hai lần. Tính cả lần này cũng mới là lần thứ ba. Diêu tích tuyết ngẩn người. Trước đó do quá giận nên nàng mới tìm đến tận nơi. Tuy nhiên, vào lúc này bị Vương Lâm hỏi ngược, nàng lại không biết trả lời thế nào. Trầm ngâm một chút, Diêu tích tuyết hạ thấp người, nhỏ giọng nói, việc này là do ta nóng vội. Vương Đạo Hữu xin chớ trách. Chỉ vì ta có một chuyện muốn Vương Đạo Hữu giúp đỡ nên mới mạo muội tới đây. Chuyện gì? Vương Lâm nói năng ngắn gọn. Hắn không muốn nói chuyện quá nhiều với nàng lúc này đang là thời điểm quan trọng nhất để luyện hóa yêu lực diêu tích tuyết giơ tay phải vẫy nhẹ một cái về phía sau cánh cửa lầu liền tự động đóng lại đồng thời một vần sáng màu đỏ chợt bao phủ cả ngôi lầu việc này là chuyện bí mật nên ta phải đề phòng một chút vương đạo hữu chớ để ý vào lúc này diêu tích tuyết có việc phải nhờ người nên cố gắng kìm nén không sao vương lâm nói một cách bình thản có một cái trận pháp cấm chế nếu chỉ một mình ta thì không đủ lực để bài trừ vì vậy cần vương đạo hữu trợ giúp một khi trận pháp được hóa giải ta nhất định sẽ trọng tạ diêu tích tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói vương lâm suy nghĩ một chút rồi nói một cách chậm rãi lúc này vương mổ có chuyện quan trọng nên việc hóa giải cấm chế không thể giúp đỡ diêu đạo hữu thứ lỗi đừng nói lúc này hắn thực sự không có thời gian mà cho dù có thì hắn cũng chẳng đồng ý một cách dễ dàng dù sao thì hắn và nàng không hề có bất cứ một chút quan hệ hơn nữa với tu vi của đối phương mà không thể bài trừ được cấm chế thì vương lâm cũng chẳng dám nhận bản thân mình lại có thể còn một điều quan trọng nữa đó là lời nói của người không hề thực lòng hiển nhiên là còn che giấu rất nhiều chuyện không nói vì vậy mà vương lâm cũng chẳng muốn giúp đỡ trước khi diêu tích tuyết quyết định tìm kiếm vương lâm đã lường trước đối phương không đồng ý giúp đỡ vì vậy mà lúc này cũng không nổi giận, nói, vương đạo hữu tu vi đang ở anh biến trung kỳ. Muốn tăng lên đến hậu kỳ cần một số lượng tiên ngọc rất lớn. Nếu muốn tiến tới vấn đỉnh thì lượng tiên ngọc cần lại càng lớn hơn nữa. Trong khoảng thời gian tiếp theo ở yêu linh chi địa, đạo hữu còn cần một lượng lớn tiên ngọc để bù lại số lượng tiêu hao. Không biết lúc này, đạo hữu có đủ tiên ngọc hay chưa? Nếu không đủ, ta có thể cung cấp một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn liếc mắt nhìn Diêu Tích Tuyết nói một cách chậm rãi, Người có thể cung cấp bao nhiêu tiên ngọc? Diêu Tích Tuyết nhoẻn miệng cười. Nàng không sợ Vương Lâm đòi hỏi nhiều, mà chỉ sợ đối phương không để ý, nhưng nếu đối phương đã mở miệng, nàng tự tin có thể khiến cho người ta hài lòng. Ta có thể cung cấp tất cả tiên ngọc cho đạo hữu đạt tới vấn đỉnh sơ kỳ. Diêu tích tuyết thông thả nói. Một tia sáng lại lóe lên trong mắt vương lâm. Câu nói của Diêu Tích Tuyết đúng là đã khiến cho hắn dao động. Nếu không phải do tiên ngọc không đủ thì hắn đã đạt tới anh biến hậu kỳ từ lâu rồi chứ không cần phải khổ sở hút lấy yêu lực. Đúng như đối phương nói, vào lúc này tiên ngọc của Vương Lâm để tăng lên tới anh biến hậu kỳ cũng không có quá nhiều. Nếu mà dùng hết toàn bộ thì 500 năm ở đây, một khi hắn bị thương hoặc hao tổn tiên lực nếu không có tiên ngọc bổ sung chắc chắn sẽ rất khốn khổ. Vấn đề này trước đây hắn đã suy nghĩ rất kỹ nên cho đến bây giờ hắn cũng không hấp thu tiên lực trong tiên ngọc bản thân chỉ tích lũy yêu lực tiến hành dung hợp chuyển hóa còn tiên ngọc thì được cất giữ dành cho lúc cần đến thậm chí trong lòng vương lâm còn quyết định một khi lên tới anh biến hậu kỳ chờ khi đạt tới đại viên mãn liền dẫn yêu binh ra ngoài huyết tẩy bất cứ tu sĩ nào gặp được để thu thập tiên ngọc thế nào nếu vương đạo hữu đồng ý thì bây giờ ta sẽ tặng cho ngươi tiên ngọc để tăng lên tới anh biến hậu kỳ. Số còn lại, chờ sau khi trở về, ta sẽ tặng nốt. Diêu tích tuyết lập tức nói. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi nói, cái trận pháp cấm chế đó là gì? Tên của nó ta cũng không biết. Nhưng sau khi nó mở ra lập tức xoay tròn. Bên trong có 18 cái phong ấn. Ta chỉ có thể phá giải tới cái thứ 11. Nếu có người hỗ trợ, ta tin có thể hóa giải toàn bộ. Phần lớn câu nói của Diêu Tích Tuyết là thật, nhưng chỉ có một điều nàng không nói đó là tên của trận pháp. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng lại biết một khi phá giải trận pháp thì sinh tử sẽ bị chia cắt. Nếu phá giải thành công thì sinh mà thất bại thì chết. Nàng thất bại bốn lần nên cũng đã chết bốn lần, mất bốn viên huyết hồn đan. Phụ thân của nàng phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra được một viên. Tất cả số lượng huyết hồn đang cũng chỉ có 13 viên. Phần lớn đều nằm trong tay Diêu Tích Tuyết. Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi nhíu mày nói, trận pháp đó ở đâu? Diêu Tích Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói, Vương Đạo Hữu không đồng ý trước thì ta không thể nói nhiều. Ta chỉ có thể nói cho Đạo Hữu rằng muốn tới được trận pháp đó cần phải có một loại pháp bảo đặc biệt mới có thể vào được. Trước mắt, trong yêu linh chi địa, ngoại trừ ta ra có lẽ là không còn người nào có thể đi vào theo lời nói của nàng thì chắc chắn vẫn còn che giấu rất nhiều nhưng tiên ngọc đối với ta lại rất quan trọng nếu có đủ tiên ngọc chỉ trong thời gian ngắn ta có thể đạt tới anh biến hậu kỳ còn việc đạt tới vấn đỉnh tuy rằng cần phải có tiên ngọc nhưng lại phải hiểu được cả thiên đạo tuy nhiên nếu có tiên ngọc thì cũng chẳng phải lo lắng lắm chỉ có điều vấn đề này không thể đồng ý một cách dễ dàng không biết vị trí đó của nàng là ở đâu vương lâm suy nghĩ một lúc rồi nói Việc này tại hạ muốn suy nghĩ. Sau 4 tháng ta sẽ cho đạo hữu một câu trả lời thuyết phục. Đôi mi thanh tú của Diêu Tích Tuyết hơi nhíu lại. Nàng đã hết sức thật lòng, những điều cần nói cũng đều đã nói hết. Hơn nữa, thù lao mà nàng đưa ra cũng rất cao. Thậm chí thái độ luôn cố gắng kiềm chế để nhận được sự giúp đỡ của đối phương. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm lại từ chối khiến cho nàng gần như không còn kiên nhẫn được nữa nhưng nếu không có sự giúp đỡ của hắn thì nàng cần phải chờ sau khi đạt tới vấn đỉnh kỳ mới có thể bài trừ cấm chế đó mặc dù tiên ngọc để đạt tới vấn đỉnh kỳ nàng không thiếu nhưng việc hiểu được thiên đạo lại không có một sự tiến triển việc hiểu được thiên đạo có khi dài khi ngắn chẳng ai có thể biết trước được khi nào mới có thể hiểu được nó hơn nữa việc này không thể để cho những người ở đây biết được nếu không chắc chắn sẽ xảy ra một màn tai họa càng nghĩ thì nàng chỉ thấy có Vương Lâm là người thích hợp nhất. Sau khi chứng kiến thực lực của Vương Lâm đánh một trận với yêu tương nàng càng thêm vững tin. Có sự tương trợ của hắn chắc chắn nàng có thể bài trừ được số phong ấn còn lại. Diêu tích tuyết liếc mắt nhìn Vương Lâm một chút rồi hơi trầm ngâm. Với sự thông minh của nàng, chỉ cần ngẫm lại lời nói của Vương Lâm một chút liền hiểu ngay ý tứ của đối phương. Bốn tháng đó, cũng chỉ là một con số mà thôi trong lòng nàng có chút kinh bỉ. Thanh âm hơi lạnh đi một chút, nói, cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Có càng nhiều tiên ngọc? Hay là pháp bảo, công pháp? Vương Lâm chẳng thèm để ý tới giọng nói của đối phương, bình thản nói, pháp bảo và công pháp thì vương mổ không thiếu. Nếu có được càng nhiều tiên ngọc thì đó là điều tốt nhất. Sự kinh bỉ trong lòng diêu tích tuyết càng lớn, nói, tiên ngọc. Trong huyết tổ động phủ của phụ thân ta có rất nhiều ta cho người một cái lệnh bài huyết phù. Chờ sau khi ra khỏi yêu linh chi địa ngươi đến đó mà lấy. Vương Lâm gật đầu nói, cũng được. Nhưng việc này hung hiểm khó lường. Tại hạ cần phải suy nghĩ. Sắc mặt diêu tích tuyết lạnh hẳn, lạnh lùng nói, ngươi muốn suy nghĩ bao lâu? Ba tháng. Vương Lâm nói một cách bình thản. Ngươi. Diêu tích tuyết chợt nổi giận. Nàng vung tay áo lên, cánh cửa lầu lập tức mở ra nét mặt nàng lạnh tanh, xoay người đi ra ngoài. Không tiễn. Vương Lâm nói một cách thông thả. Diêu tích tuyết bước từng bước ra khỏi ngôi lầu. Nàng hít sâu mấy hơi, cắn răng tay phải vuốt nhẹ vào túi trữ vật. Lập tức, trong tay nàng xuất hiện một cây đèn. Nàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lạnh lùng nói, vật này cho người. Ba ngày sau phải cùng đi với ta. Nếu ngươi không đồng ý thì việc này chấm dứt vương lâm nhíu mày nhìn cây đèn trong tay diêu tích tuyết thoáng nhìn nó hết sức bình thường không có điểm gì khác lạ nhưng sau khi nhìn kỹ hắn liền phát hiện trên cây đèn có một loạt phù văn được sắp xếp một cách tinh tế những tia sáng lấp lóe trên phù văn hoàn toàn chung với nhịp hô hấp của diêu tích tuyết đây là vật gì vương lâm trầm giọng nói diêu tích tuyết chẳng hề che giấu sự khinh thường nói ngay cả vật này mà ngươi cũng không biết cũng không thể trách được dù sao thì ngươi cũng mới trở thành đệ tử của thiên vận tử vật này chính là độc môn của phụ thân huyết tổ ta nó tên là huyết hồn đan huyết hồn đan lần đầu tiên vương lâm nghe nói đến vật này nét mặt không có gì thay đổi hắn không biết rằng vật này trên thiên vận tinh bất cứ người nào nghe thấy nó cũng phải phát điên nó chính là một loại đan dược vô giá loại đan này tên là huyết hồn đan sử dụng nó không phải nuốt vào bụng mà là sử dụng nguyên thần và máu huyết mà tạo ra ấn ký tác dụng của nó là cho dù nguyên thần của ngươi bị diệt cũng có thể sống lại một lần nói một cách chính xác thì nó tránh cho một lần bị chết thanh âm của diêu tích tuyết lạnh như băng nét mặt vương lâm cuối cùng cũng thay đổi tay phải hắn vẫy nhẹ huyết hồn đang liền từ trong tay diêu tích tuyết bay vào tay hắn dư tích tuyết đã sớm đoán được đối phương chắc chắn sẽ tự mình xem xét nên vẫn không ra tay ngăn cản để mặc cho nó rời tay nhìn nét mặt của vương lâm trong lòng nàng thầm cười lạnh tuy đó cũng là huyết hồn đan nhưng nói một cách chính xác thì là phế đan thì đúng hơn phụ thân của nàng để phòng ngừa kẻ khác cướp đoạt nên đã phân hóa huyết hồn đan bên trong phế đan cũng có một giọt máu màu lam nhưng trong đó cũng chỉ có hỗn hợp tạp chất và độc tố ngoại trừ hai cha con nàng ra không còn người nào có thể phân biệt được thật giả do đó mà họ chẳng hề ngại kẻ nào tới cướp đoạt nếu vẫn hy vọng vào viên phế đang đó thì tính mạng chẳng khác nào vất đi một nửa vương lâm cầm cây đèn lập tức thấy tần suất nhấp nháy của những đạo phù văn trên đó đột nhiên thay đổi trung với nhịp trống ngực của bản thân hiển nhiên vật đó rơi vào tay ai liền dao động với nhịp đập trái tim của người đó cầm vật ấy Vương Lâm có cảm giác máu huyết trong ngươi như được hòa tan. Cây đèn như trở thành một bộ phận của cơ thể. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Tích Tuyết một cái, trầm giọng nói, tiên ngọc. Diêu Tích Tuyết không nói hai lời lấy một cái túi trữ vật trong người rồi ném về phía trước. Chỗ này cũng đủ cho ngươi tu luyện tới anh biến hậu kỳ. Phần còn lại sau khi trở về sẽ đưa cho ngươi. Ba ngày sau khi trăng lên vào lúc canh ba, ngươi tới cổ sơn tìm ta. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Diêu tích tuyết miễn cười xoay người rời đi. Nàng không sợ Vương Lâm cầm vật đổi ý, tiên ngọc nàng không cần còn đang dược thì nàng lại càng không quan tâm. Ánh mắt Vương Lâm vẫn nhìn theo bóng diêu tích tuyết cho đến khi mất hắn. Lúc này, nét mặt hắn chợt trở nên trầm ngâm. Đột nhiên lại hào hiệp không sợ ta đổi ý, nhưng người hào hiệp cũng phải có nguyên nhân. Có lẽ, nàng không cần quan tâm tới tiên ngọc. Bất tay một cái đã đưa ra được số lượng lớn như vậy có thể thấy được phụ thân huyết tổ của nàng có rất nhiều tiên ngọc chỉ có huyết hồn đang là có chút quái dị nếu nó có công hiệu đúng như nàng nói thì số lượng chắc chắn không nhiều lắm và cũng là vật vô cùng quý báu chỉ sợ so với tiên thuật cũng không hề kém hơn để có được sự giúp đỡ của ta không ngờ lại đưa ra một viên nếu ta là nàng cho dù có vội thì cũng phải tác động một chút vương lâm nhếch mép cười lạnh lẩm bẩm, diêu tích tuyết. Nếu ngươi không hào hiệp như vậy thì vương mổ cũng chỉ hoài nghi là cùng. Nhưng bây giờ, ta chắc chắn rằng huyết hồn đang có vấn đề. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn. Tay trái vỗ nhẹ vào túi trữ vật lập tức xuất ra một lá hồn phiên bình thường. Trung nhẹ hồn phiên một cái, vương lâm quát, tạo nhất đấu. Từ trên hồn phiên chợt hiện lên một làn khói đen cuồn cuộn tuôn ra rồi hóa thành một người. Người đó chính là người mà khi Vương Lâm ở Chu Tức Tinh đã tìm để dẫn đường, Tào Nhất Đấu. Tào Nhất Đấu vừa xuất hiện liền quỳ trên mặt đất, cung kính nói, tham kiến chủ nhân. Vương Lâm cũng chẳng lòng vòng với hắn, nói luôn, ngươi biết huyết tổ không? Tào Nhất Đấu mới nghe thấy hai chữ huyết tổ liền biến sắc, mất một lúc mới bình tĩnh, vội vàng nói, có biết. Quy Bi danh của huyết tổ trong số tu sĩ của thiên vận tinh không người nào không biết nghe đồn hắn đã bây lần kiêu chiến thiên vận tử. Tuy lần nào cũng thất bại, nhưng ngoài việc tu vi vẫn tăng lên thì nghe đồn trên thiên vận tinh hắn đứng vị trí thứ ba sau thiên vận tử và lăng thiên hậu. Tuy đó chỉ là lời đồn những cũng có thể đoán được tu vi của người đó như thế nào. Vương Lâm suy nghĩ một lúc lại nói, huyết hồn đan. Ngươi đã nghe thấy chưa? Huyết hồn đan. Tạo nhất đấu lập tức mất bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm thấy gã như vậy mặc dù năm đó vương lâm hứa cho hắn thân thể của một tu sĩ anh biến kỳ nhưng cũng không thấy người đó mất bình tĩnh như thế này chủ nhân huyết hồn đang được xếp vào một trong ba loại bảo vật của thiên vận tinh đang dược đó có tác dụng nghịch thiên sửa mệnh khiến cho tu sĩ đã chết sống lại vật đó là bảo vật độc môn của huyết tổ cũng không ai hiểu hắn làm thế nào mà có được tào nhất đấu có chút hưng phấn nên nói nhanh hơn trước vương lâm xuề tay phải chỉ thấy trong tay có một cây đèn. Trên thân nó có những đạo phù văn lóe lên một cách quái dị. Ngươi có biết vật này không? Tào nhất đấu ngẩn người nhìn cây đèn thật kỹ. Một lúc sau, hắn hoàn toàn biến sắc, lẩm bẩm, trên thân cây đèn màu trắc có 3614 ký tự. Nó căn cứ theo nhịp đập trái tim của người cầm mà lóe lên theo. Người cầm nó có cảm giác huyết nhục tương liên. Ta nói có đúng không? Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, gật đầu tạo nhất đấu cố giữ bình tĩnh hắn vội vàng nói xin chủ nhân lấy một giọt máu tươi nhỏ ra ngoài vương lâm do dự một chút rồi cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên trên cây đèn chỉ thấy trong nháy mắt khi giọt máu tươi rơi xuống một tia sáng màu lam chợt lóe lên sau khoảng ba lần hô hấp tia sáng máu lam biến mất trên cây đèn có ký tự lấp lóe khi nhỏ máu lên nó tia sáng màu lam lập tức lóe lên Đúng rồi. Đây chính là huyết hồn đan. Tào nhất đấu nhìn chầm chầm về phía cây đèn. Ánh mắt có một sự thèm muốn. Sắc mặt vương lâm âm trầm nhìn cây đèn rồi nói, tào nhất đấu. Với tu vi của ngươi lúc đó ở thiên vận tinh địa vị có cao không? Tào nhất đấu cũng chẳng để ý tới câu hỏi của vương lâm. Ánh mắt của hắn bị hút về phía huyết hồn đan. Đan dược đó đối với hắn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Hắn nhớ có lời đồn nếu hồn phách mà ăn được huyết hồn đang thậm chí có thể ngưng kết được thân thể mới. Nhìn thái độ của Tào Nhất Đấu, Vương Lâm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm vọng vào tai Tào Nhất Đấu chẳng khác gì một gáo nước lạnh khiến cho hắn tỉnh táo ngay lập tức. Nghe được câu hỏi của Vương Lâm, hắn ngẩn người, lắc đầu dẻo cợt, địa vị cũng không cao. Nếu không đã không bị Thi Âm Tông cho đến chu tức tinh đoạt xá. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm hắn lại nói nếu thân phận không cao thì tại sao ngươi lại hiểu rõ về huyết hồn đang như vậy thậm chí ngay cả phương pháp phân biệt cũng biết tào nhất đấu ngẩn người cười khổ nói chủ nhân phương pháp phân biệt huyết hồn đang cả thiên vận tinh gần như bất cứ người nào cũng biết phương pháp này cũng không phải là chuyện bí mật vương lâm gật đầu vung hồn phiên lên thu tào nhất đấu vào trong hắn nhìn huyết hồn đang trong tay sắc mặt lại thêm âm trầm nếu nó quý như vậy, lại có phương pháp phân biệt thì tại sao lại truyền ra ngoài? Hơn nữa mới nghe cảm giác rất thật. Việc này chỉ sợ là mưu kế của người khác. Khuyết tổ đúng là lão quái vật tu luyện nhiều năm, chỉ một chiêu đã hóa giải nguy cơ giữ bảo vật bên người. Nếu ta là hắn chắc chắn cũng phải làm như vậy. Vương Lâm miết nhẹ cây đèn trong tay, trong lòng hoàn toàn nghĩ thông suốt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Từ đó. Vương Lâm liền có thể kết luận rằng tất cả những việc như vậy đều là mưu kế của huyết tổ. Kết hợp giữa việc dư tích tuyết hào hiệp như vậy cùng với câu trả lời của Tào Nhất Đấu, ta có thể xác định rằng huyết hồn đang chắc chắn có thật giả. Chỉ có điều phân biệt thật giả có lẽ ngoại trừ cha con huyết tổ ra cũng không còn người nào biết nữa. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm. Viên đan này chắc chắn là giả đang thật có thể khiến cho người ta sống lại thì đang giả chắc chắn sẽ giúp cho người ta tử vong. Diêu tích tuyết. Ngươi đã ác độc như thế thì đừng trách vương mổ vô tình. Vương lâm liếc nhìn cây đèn trong tay, vốn định bóp nát. Nhưng hắn chợt nghĩ ra một điều gì đó liền cho vào trong túi trữ vật. Vương lâm tu đạo đã mấy trăm năm có được vô số loại pháp bảo và thần thông. Đồng thời, tâm cơ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Năm đó khi hắn kết đan, Bác cực ma quân đã từng nói rằng người này lòng dạ độc ác, to gan lớn mật, làm việc quyết đoán, vô tình. Ngoài ra lại có sự can đảm hơn người, thận trọng, ý chí kiên định lại vô cùng giảo hoạt. Chỉ mấy lời nhận xét đó đã lột tả được toàn bộ về Vương Lâm. Chỉ cần thông qua nét mặt của Diêu Tích Tuyết và lời nói của Tào Nhất Đấu Hắn đã có thể phân tích được ra đáp án như vậy. Mà đáp án đó trong mấy ngàn năm qua có lẽ cũng có rất ít người đoán ra được chỉ có những lão quái thành tinh mới có thể nhận thấy được âm mưu ở đây. Cũng giống như khi ở Chu Tức Tinh, Vương Lâm thông qua tính cách của hai nữ đệ tử khác nhau mà khám phá ra được thiên huyễn vô tình đạo của Liễu Mi. Mặc dù Vương Lâm không có được tư chất tu luyện tốt nhất, nhưng trải qua những năm tháng tôi luyện với biết bao những đau thương nên trí tuệ của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Tất cả chuyện đó cũng có nguyên nhân, nó chính là sự cân bằng của thiên đạo. Tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, túi trữ vật của diêu tích tuyết liền bay vào trong tay của hắn. Sau khi dụng thần thức đảo qua, số lượng tiên ngọc bên trong đúng như lời đối phương nói. Nó hoàn toàn đủ cho hắn hấp thu tới anh biến hậu kỳ. Ba ngày, Vương Lâm hít một hơi thật sau. Hắn nhấc chân trái dậm nhẹ một cái. Một phần ánh sáng màu đen lóe lên. Vương Lâm lập tức chìm vào lòng đất. Sâu trong lòng đất, Vương Lâm ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền xung quanh hắn đặt vô số tiên ngọc trong túi trữ vật của diêu tích tuyết. Lúc này, chỗ tiên ngọc đó bị hắn hấp thu với một tốc độ điên cuồng. Từ mảnh tiên ngọc nhanh chóng biến thành bụi. Tu luyện tới anh biến hậu kỳ cần có một số lượng tiên ngọc khổng lồ. Vương Lâm không hề ngừng nghĩ lấy một chút. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần mà hấp thu tiên lực. Sau khi tiên lực vào trong cơ thể, Vương Lâm cũng không có thời gian dung hợp mà dùng kết cấu yêu tinh để tích lũy hắn ở bộ lạc luyện hồn nghiên cứu yêu tinh đã lâu vì vậy mà hiểu nó rõ như trong lòng bàn tay nếu yêu lực có thể cô động thành tinh thể thì tiên lực hiển nhiên là có thể lúc trước hắn không muốn lãng phí tiên ngọc để thử nhưng vào lúc này tiên ngọc đã đủ nên sau khi vương lâm thử một lúc tiên lực tích lũy tới một mức độ nhất định liền bắt đầu thay đổi sau một thời gian không ngừng ngưng kết một thứ giống hệt như yêu tinh nhưng lại tỏa ra tiên lực xuất hiện trong cơ thể vương lâm cái này có thể gọi là tiên tinh. Trong tiên tinh có được tiên lực tương đương với một phần mười số lượng tiên ngọc có trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Quá trình hấp thu của hắn vẫn tiếp diễn. Sau ba ngày, vào lúc mặt trăng màu tím lên cao, ngoài quân dân ngàn dăm, trên ngọn cổ sơn, Diêu Tích Tuyết lặng lẽ đứng ở đó. Trên bầu trời ánh trăng tỏa xuống những tia sáng yêu dị trên mặt đất. Ánh mắt Diêu Tích Tuyết nhìn về phía xa, trong mắt có chút gì đó lo lắng thời gian sắp tới rồi chẳng lẽ người đó đổi ý hay sao diêu tích tuyết cao mày đúng lúc đó từ phía xa chợt có một đạo cầu vồng giống như một tia chớp nhanh chóng bay tới hai mắt của diêu tích tuyết sáng ngời chỉ thấy tốc độ của đạo cầu vồng cực nhanh trong nháy mắt đã tới nơi rồi dừng lại sau đó nó rơi xuống đỉnh núi hóa thành vương lâm vương lâm cũng mặc một bộ quần áo trắng tóc hắn bị gió thổi tạo nên một cảm giác phiêu giật ngươi tới đúng lúc lắm bây giờ ta phải mở một trận pháp tránh cho người ta nhận ra sự khác lạ ở đây diêu tích tuyết vừa nói vừa vỗ vào túi trữ vật xuất ra mấy pho tượng đỏ như máu những pho tượng đó cũng không lớn chỉ khoảng chừng ba tấc bên ngoài mỗi pho tượng lại điêu khắc một số loại thú dữ tợn mà vương lâm chưa từng thấy bao giờ một mùi tanh từ trên những pho tượng từ từ tỏa ra diêu tích tuyết kết ấn miệng đọc khẩu quyết sau đó nàng cắn đầu lưỡi rồi vẽ vào không trung một cái ký tự. Hai tay nàng vỗ nhẹ một cái, ký tự liền to lên ước chừng trăm trượng rồi in lên trên cổ sơn. Cùng lúc đó, cả đám pho tượng tự hành động bay về bảy điểm xung quanh. Sau đó, từng luồng ánh sáng đỏ như máu lóe lên rồi chúng chui vào trong lòng đất. Trong nháy mắt khi pho tượng chui vào trong lòng đất trên cả cổ sơn chợt xuất hiện một nguồn lực kỳ lạ. Vương Lâm cảm nhận một cách cẩn thận thì thấy ký tự đó cũng chỉ có tác dụng dẫn dắt mà thôi. Mang tới tác dụng chính thức chỉ có bảy pho tượng vừa rồi. Nguồn lực vô hình đó nếu Vương Lâm không ở gần trong phạm vi trăm trượng chắc chắn không thể phát hiện ra. Thần thức Vương Lâm tản ra xung quanh liền ngạc nhiên phát hiện ra rằng thần thức không thể nhìn thấy bản thân. Hiện tượng như vậy suốt quãng đường tu luyện của Vương Lâm đây là lần đầu tiên gặp phải mặc dù hắn vẫn có thể điều khiển được thần thức nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể tìm kiếm được thân ảnh của mình trên cổ sơn quan cảnh trong thần thức giống như đang nhìn vào gương mặc dù bản thân có thể thấy tất cả mọi thứ trong gương nhưng lại không thể thấy hình ảnh của mình không cần phải thử trận pháp này cho dù yêu tương cũng không thể phát hiện diêu tích tuyết lạnh lùng nói vương lâm thu hồi thần thức mà cảm thấy vô cùng bội phục hắn nói trận pháp này là do phụ thân huyết tổ của ngươi sáng tạo ra đúng thế diêu tích tuyết vừa nói tay phải vừa sở vào túi trữ vật một cái ngay lập tức trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn đỏ như máu sau đó nàng xoay người nhìn về phía vương lâm nói nhớ kỹ những gì chúng ta đã nói khi yêu khí tăng lên đến mức cao nhất thì la bàn sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ như máu nó chỉ diễn ra trong khoảng một nhịp hô hấp mà thôi Ngươi phải chú ý bám sát theo ta." Vương Lâm gật đầu không nói gì. Diêu Tích Tuyết trầm ngâm một chút rồi lại nói, "Chờ khi trở về, ta sẽ đưa số tiên ngọc còn lại và lệnh bài huyết phủ cho ngươi. Mặt khác còn có cả phương pháp chính xác sử dụng huyết hồn đang ta cũng sẽ cho ngươi." Đang nói chợt thấy ánh sáng tím tỏa ra từ mặt trăng tăng mạnh. Trong nháy mắt, ánh sáng tím tràn ngập không gian. Chỉ trong tích tắc cả mặt đất như bị phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím trên mặt đất hoàn toàn biến thành màu tím. Cùng lúc đó, la bàn của tỏa ra ánh sáng đỏ như máu rực rỡ. Ánh sáng màu đỏ chẳng khác nào một thanh kiếm xuyên qua vần ánh sáng tím. Mặc dù rất nhỏ nhưng lại hết sức cứng cỏi. Đi! Dư tích tuyết quát lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong làng ánh sáng đỏ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt vương lâm, thân hình hắn cũng như một tia chớp mà bám theo dư tích tuyết lao vào trong ánh sáng đỏ. Trong khoảng khắc hai người tiến vào, ánh sáng màu đỏ liền biến mất, ngay cả la bàn trên mặt đất cũng không thấy tâm hơi. Trên mặt đất lúc này, ánh sáng tím cũng từ từ tan dần, cuối cùng hoàn toàn quay trở lại vầng trăng. Cứ nửa năm một lần ánh trăng tím lại tỏa ra mạnh nhất. Vương Lâm đã rất nhiều lần di chuyển bằng truyền tống trận nên có một sự chống cự rất cao đối với nó. Trong nháy mắt khi tiến vào trong ánh sáng đỏ, hắn liền phát hiện ra đây chính là một cái truyền tống trận đúng như lời diêu tích tuyết nói thì đã có người bố trí một cái điểm truyền tống ở nơi nào đó từ trước vì vậy mà chỉ cần mở điểm truyền tống ra là có thể ở bất cứ nơi đâu mà đi vào có một điều hiển nhiên là phải ở trong yêu linh chi địa mới có thể truyền tống thành công sau khoảng thời gian truyền tống ngắn ngủi vương lâm liếc mắt thấy dưới chân có từng vết máu tươi đang di chuyển một cách nhanh chóng những dấu máu đó tạo thành một cái trận pháp thời gian khôi phục của Diêu Tích Tuyết chậm hơn Vương Lâm khoảng chừng nửa lần hô hấp. Sau khi nàng tỉnh lại thì vết máu dưới chân cũng biến mất. Quỷ tích của trận pháp cùng với trận pháp do mấy pho tượng tạo ra có điểm giống nhau. Hiển nhiên chúng đều do một người tạo ra. Huyết tổ quả nhiên là một nhân vật phi thường. Không ngờ, lão có thể bố trí ở đây một cái truyền tống trận. Tuy nhiên, nếu cho ta thời gian, ta cũng có thể bố trí một cái truyền tống trận như vậy. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhìn quanh. Khung cảnh nơi đây chẳng khác gì trong tinh không, không hề có trời hay đất. Xung quanh chỉ có toàn ánh sáng mà thôi. Đưa mắt nhìn quanh có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong tầm mắt. Một con đường nhỏ cách đó khoảng chừng 10 trượng quanh co khúc khuỷu kéo dài ra xa. Nơi này không có mặt đất nên con đường đó lơ lửng giữa không trung. Mà nó cũng không phải đứng yên bất động. Nhìn kỹ nó hơi dao động theo một quy luật nào đó vị trí vương lâm đứng là một khoảng đất trống cao chừng trăm trượng trận pháp đó được đặt trên cái bình đài này theo sự quan sát của vương lâm thì diêu tích tuyết chắc chắn đã tới đây nhiều lần nàng khoanh chân ngồi xuống trên bình đài nói với vương lâm ngồi xuống ngưng thần cảm ngộ ý cảnh của bản thân mà tạo ra ấn ký như thế thì mới có thể bước trên con đường tôn thú nói tới đây nàng nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp Vương Lâm quan sát chung quanh sau đó nhìn theo con đường nhỏ uống lượn về phía trước. Ánh mắt hắn chăm chú ngưng thần nhìn về phía đó. Đúng lúc này, hai mắt Vương Lâm chợt mở to. Đó nào phải là con đường mà rõ ràng là cơ thể của một con dao long. Nhớ lại lời nói của Diêu Tích Tuyết lúc trước thì con dao long đó có tên là Tôn Long. Trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti không hề có một chút nào về con thú này. Nếu không chắc chắn hắn đã phải biết rằng nơi có loại thú như vậy là đâu hiển nhiên là con cự thú này không phải tự nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn là có người sử dụng thuật thần thông để bố trí rốt cuộc là ai mà có được thần thông biến con thú đó trở thành một con đường vương lâm hít một hơi thật sâu hai mắt của hắn chớp chớp trầm ngâm một lúc sau đó hắn quay đầu lại nhìn dư tích tuyết thầm nghĩ nếu muốn nhớ được phương pháp thì cứ moi từ miệng nàng là biết được hắn suy nghĩ một chút rồi khoanh chân ngồi trên bình đài ổn định tâm thần đúng vào lúc hắn đang chuẩn bị chìm vào trong ý cảnh thì trong đầu hắn chợt có một ý nghĩ xuất hiện nghe đồn ở yêu linh chi địa có một cái động phủ của một vị tiên đế nơi này chẳng lẽ là do tiên đế bố trí hay sao vương lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh hắn thôi không suy nghĩ nữa mà tĩnh tâm tìm hiểu ý cảnh của bản thân sinh tử luân hồi từ khi vương lâm đi vào yêu linh chi địa đã hoàn toàn khiến cho ý cảnh hòa nhập với thân thể vào lúc này khi tinh thần hắn chìm đắm vào trong ý cảnh thì tay trái của hắn giống như là sinh tay phải là tử giữa hai tay chính là thời gian chẳng hề thay đổi theo năm tháng tuy nói là tinh thần đắm chìm vào trong ý cảnh nhưng sự cảnh giác của vương lâm cũng không biết mất hắn phân ra một chút niệm bay quanh thân thể nếu diêu tích tuyết có cử động gì là hắn có thể phát hiện được ngay tâm cơ của vương lâm hết sức kín đáo hắn có thể phân thần mà cảnh giác thì dư tích tuyết chắc chắn cũng có thể nghĩ ra điều đó vì vậy mà lúc này cũng không phải thời cơ tốt nhất để ra tay sau khi ngồi xuống cảm ngộ ý cảnh cuộn tranh sinh tử luân hồi từ từ xuất hiện trong cơ thể vương lâm theo sự cảm ngộ của hắn tất cả diễn biến xung quanh đều hiện lên hết sức rõ ràng trong đầu bất chợt hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống ngưng tụ phía trên bình đài thứ lực lượng đó lặng yên hạ xuống ngưng tụ và xoay quanh người diêu tích tuyết tinh thần vương lâm thoáng động lập tức tập trung sự chú ý vào thứ lực lượng thần bí đó chỉ thấy nó đang xoay quanh rồi bất chợt dừng lại mà ngưng tụ vào mi tâm của diêu tích tuyết trong tích tắc một tia sáng màu vàng kim hiện lên trên mi tâm của diêu tích tuyết sau khoảng chừng ba hơi thở ánh sáng biến mất rồi diêu tích tuyết mở mắt ra chỉ thấy trong mắt nàng có một ký hiệu màu vàng lóe lên ký hiệu đó do ba nét tạo thành tuy nhìn có chút rắc rối nhưng vẫn thấy được đường nét vào lúc này ánh mắt diêu tích tuyết chỉ có ký hiệu màu vàng đó vương lâm vừa mới nhìn vào đó tinh thần liền chấn động giống như có một tia chớp xẹt qua bên tai vang lên tiếng nổ hắn chợt có cảm giác giống như khi gặp phải thác sâm trong nháy mắt diêu tích tuyết không còn là tu sĩ anh biến hậu kỳ mà đã nhanh chóng trở thành vô thượng tiên tôn có thực lực mà hắn không thể chống cự cái cảm giác đó rất mạnh giống như một con sóng lớn đánh mạnh vào tinh thần của vương lâm thậm chí ngay cả thiên vận tử cũng không thể làm cho vương lâm chấn động được như vậy tinh thần của vương lâm chấn động mạnh mẽ nhưng tâm của hắn vốn rất kiên định vì vậy mà đã nhận ra được sự khác biệt nơi phát ra luồng hơi thở uy nghiêm đó cũng không phải là diêu tích tuyết mà chính là hai cái ký hiệu màu vàng trong mắt nàng vương lâm hít một hơi thật sâu cố gắng làm cho tinh thần bình tĩnh trở lại hắn không để ý tới đối phương nữa mà yên lặng cảm nhận thiên đạo. Hắn nhớ rõ trước đó, trong hai mắt của dư tích tuyết không hề có bất cứ cái ký hiệu nào. Hiển nhiên là chúng có liên quan đến thứ lực lượng thần bí vừa mới xuất hiện. Đôi mắt của dư tích tuyết chỉ mở ra một lúc liền nhắm lại, yên lặng thổ nạp. Sau khi vương lâm chìm trong sinh tử luân hồi, hắn nhìn thấy thế nào là sinh tử, hiểu thế nào là sinh, thế nào là tử. Bức tranh sinh tử luân hồi vào lúc cuối cùng nhập thể. Tất cả những cảnh đó chảy từ từ xuất hiện trong lòng Vương Lâm. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên bình đài, nguồn lực lượng thần bí lại xuất hiện. Cặp mắt của Diêu Tích Tuyết lại mở ra. Trong mắt nàng tỏa ra kim quang rực rỡ. Nàng ngưng thần nhìn về phía hư không, sắc mặt vẫn bình thản. Chỉ thấy nguồn lực lượng thần bí trong nháy mắt khi xuất hiện liền vờn quanh thân thể Vương Lâm. Lúc này, toàn bộ tinh thần của Vương Lâm như tiến vào trong một trạng thái kỳ dị chẳng khác gì nằm mơ hắn cảm giác bản thân đang chìm trong một thế giới huyễn hoặc xung quanh có những bóng người thoáng hiện ra mặc dù hắn không nhìn được rõ nhưng trong cảm giác lại như thấy rất rõ ràng thứ cảm giác mâu thuẫn đó khiến cho hắn khó chịu ngoài ra bên tai hắn còn có tiếng nam nữa thì thào nói chuyện cứ vọng tới liên tục như muốn nói với hắn cái gì đó nhưng khi hắn lắng nghe thì lại không nghe được gì nữa cái cảm giác đó dằn co thật lâu khiến cho Vương Lâm gần như quên mất cả khái niệm thời gian. Thanh âm bên tai từ từ to hắn lên. Đồng thời, những bóng người trước mặt hắn cũng hiện lên một cách rõ ràng. Trong khoảng khắc tất cả đều trở nên rõ ràng thì chúng lại vụt biến mất. Vương Lâm nắm được cơ hội liền nhân lúc chúng lóe lên rồi chuẩn bị biến mất, một tia sáng hiện ra trong mắt hắn. Trên mi tâm của hắn xuất hiện một ấn ký của sát lục chi đạo. Đồng thời, hắn ngưng tụ hai tay, ta là thanh sương. Trong tay hắn trong nháy mắt vang lên một thứ thanh âm rõ ràng. Tuy nhiên thoáng cái nó liền biến mất. Vương Lâm nắm bắt thời cơ hết sức chuẩn xác. Nếu trước đó hắn thi triển sinh ấn chắc chắn không thể nghe thấy thanh âm gió. Chỉ có tại thời điểm trước khi nó biến mất hắn thi triển sinh ấn mới có thể làm được điều đó. Hắn không có lựa chọn nhìn những người trước mắt mà chọn thanh âm. Bởi vì trong thanh âm có thể có được một số tin tức chân thật còn nếu nhìn thì có hơn nữa là ý niệm chủ quan mà thôi. Trong khoảng khắc tất cả mọi thứ biến mất, Vương Lâm giống như từ trong giấc mộng mà sực tỉnh. Hắn mở hai mắt. Trong đôi mắt của hắn ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ. Sau khoảng chừng sáu nhịp hơi thở, ánh sáng vàng mới biến mất. Cùng lúc đó, trong mắt hắn lại xuất hiện cái ký hiệu màu vàng. Ký hiệu đó do sáu nét tạo thành hết sức phức tạp. Sắc mặt diêu tích tuyết hết sức khó coi nàng không ngờ được Vương Lâm chìm vào trong sự cảm ngộ mà lại được kim phù ấn có sáu nét. Vì vậy mà nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khoảng khắc khi Vương Lâm mở mắt, hắn lập tức phát hiện rồi nhìn về phía diêu tích tuyết. Mặc dù trong mắt đối phương vẫn còn ký hiệu màu vàng nhưng không còn uy nghiêm như trước nữa. Hắn cũng chẳng biết tại sao lại như thế nhưng tâm thần bản thân thì lại có cảm giác như có thể bao quát cả cảm giác của đối phương. Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Diêu Tích Tuyết cảm thấy không thoải mái. Nàng vô thức tránh sang một bên, lạnh lùng nói, có được kim phù ấn là có thể đi trên con đường Tôn Long. Đi thôi. Vừa nói, nàng vừa bước đi trước. Dẫm lên lưng cự long mà bước về phía trước. Thậm chí, chính nàng cũng không nhận ra rằng kim phù trong mắt nàng khi đối diện với ánh mắt của Vương Lâm liền nhạt hẳn đi. Giống như đốn lửa so với ánh trăng rằm. Tuy cả hai đều là ánh sáng nhưng làm sao có thể tương xứng được với nhau. Vương Lâm giơ tay lên trước mặt, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cái ký hiệu. Cái ký hiệu màu vàng này cuối cùng là cái gì? Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhanh chóng bước lên con đường Tôn Long mà đi về phía trước. Phía dưới con đường chính là vực sâu chỉ có vô số các vì sao. Nếu rơi xuống, tuy không biết sống chết thế nào nhưng tâm thần chắc chắn cũng đủ phát điên. Con đường tôn long lắc lư nhẹ nhẹ trong tinh không. Nếu người thường đứng trên nó chỉ sợ rằng vỡ gan mà chết. Nhưng đối với tu sĩ mà nói thì chút dao động đó cũng không hề ảnh hưởng. Hai người nối đuôi nhau đi với một tốc độ cực nhanh. Con đường dài tưởng chừng không thấy điểm cuối. Sau ba ngày, mặc dù hai người vẫn chưa hề dừng lại, nhưng nhìn ra phía trước vẫn còn xa tích tắp. Nét mặt diêu tích tuyết vẫn thản nhiên nàng tới nơi đây nhiều lần nêu cũng hiểu đến lúc này mới chỉ đi được một phần ba mà thôi sau mấy ngày phía trước con đường lại xuất hiện một cái bình đài trên bình đài có một vật cao sừng sững vật đó là một pho tượng đá cao chừng ba trượng được đặt ở chính giữa kích thước của tượng đã cũng bình thường nhưng hai tay và hai tay lại rất lớn diêu tích tuyết chật dùng bước nàng quay đầu nhìn về phía vương lâm nói đây là phong ấn đầu tiên Hai người chúng ta mỗi người phá giải một tầng. Tầng thứ nhất để ta phá giải, tầng thứ hai thì do ngươi. Cũng được. Nét mặt Vương Lâm vẫn chẳng có gì thay đổi, mở miệng nói một cách bình thản. Diêu Tích Tuyết không nói nữa mà vọt lên, chẳng khác gì một tia chớp lao thẳng lên bình đài. Trong nháy mắt khi nàng xông lên chỉ thấy một đạo kim quang từ trong mắt nàng. Trong thứ ánh sáng vàng đó ẩn chứa ký hiệu màu vàng. Vào lúc này dưới ánh mắt của Diêu Tích Tuyết cái ký hiệu đó bay vào trên tượng đá. Toàn thân pho tượng chấn động, tỏa ra một làn khí trắng. Ngay lập tức, hai mắt nó chợt mở, xuất ra một đạo ánh sáng vô tình. Nó nhấc chân đạp mạnh về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Một luồng sát khí dày đặc từ tượng đá tỏa ra. Diêu Tích Tuyết đang ở giữa không trung. Nàng đã đối phó với pho tượng này mấy lần nên biết phải làm thế nào tay phải vỗ vào túi trữ vật trong tay liền xuất hiện một cái ngọc phù ngọc phù đó có màu đỏ như máu hoàn toàn khác với những cái ngọc phù bình thường phong vừa dứt lời diêu tích tuyết liền ném ngọc phù trong tay ra ngoài ngay lập tức ngọc phù vỡ vụn hóa thành một luồng sáng đỏ bao phủ tượng đá khi luồng sáng hạ xuống tượng đá như mặc một bộ trang phục đỏ như máu cho dù nó có dãy giụa thế nào cũng không thể phá được phong ấn bởi lớp áo đỏ trên người diêu tích tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất xoay người liếc nhìn vương lâm rồi đi đến một cái bình đài khác phía trước cũng lại xuất hiện một con đường do tôn long hóa thành đồng tử trong mắt vương lâm co lại tu vi của tượng đá không hề kém tu sĩ anh biến sơ kỳ tuy không được linh hoạt lắm nhưng uy lực của một cước đó rất lớn nếu để nó thi triển thần thông hoặc bị tấn công chắc chắn sẽ rất khó đối phó nhưng vào lúc này không ngờ nó lại bị diêu tích tuyết phong ấn một cách dễ dàng Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Vương Lâm hiểu thêm về người con gái trước mặt. Cái ngọc phù đỏ như máu đó chắc chắn là do phụ thân huyết tổ của nàng luyện chế nên mới có được thần thông như vậy. Vương Lâm thầm nghĩ. Tuy nhiên, suy nghĩ đó cũng chỉ giữ trong lòng mà không hề thể hiện ra ngoài. Vương Lâm nhảy lên bình đài. Khi đi qua tượng đá, hắn thoáng thấy bên trong tượng đá như có chút ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm như đoán ra điều gì đó hắn vẫn không dừng lại tiếp tục bước lên con đường tôn long mà tiến về một cái bình đài khác. Hắn như vô ý liếc nhìn về phía sau. Trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, sinh ấn chợt hiện lên trên mi tâm rồi ngưng tụ vào hai mắt. Ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua lớp áo đỏ mà thấy được cái ký hiệu vừa mới lóe lên bên trong tượng đá. Cái ký hiệu đó rõ ràng chỉ có một nét. Sau khi thấy rõ ký hiệu, Vương Lâm quay đầu lại thì sinh ấn đã biết mất nét mặt hắn vẫn thản nhiên không hề phát hiện ra sự khác biệt diêu tích tuyết đã cách đó khá xa vương lâm bám theo sau cứ từ từ mà thả bước trong đầu hắn hiện lên cái ký hiệu vừa mới thấy kia đường nét của cái ký hiệu đó cùng với ký tự có ba nét trong mắt diêu tích tuyết có điểm giống nhau thậm chí so với ký tự trong mắt mình không chẳng hề khác vương lâm vừa đi vừa giơ tay phải lên ánh mắt của hắn nhìn vào lòng bàn tay trong bàn tay ký tự sáu nét kia lại xuất hiện một lần nữa ký tự này cũng có chút thú vị ký tự có một nét kia như là một thứ cơ bản bất luận là ký tự có ba nét của dư tích tuyết hay sáu nét trong mắt ta đều có một nét cơ bản này một tia sáng chợt lóe lên trong mắt hắn tay phải của vương lâm vung nhẹ trong hư không lập tức xuất hiện một bức tranh có cái ký tự một nét đó ngón tay của hắn ẩn chứa tiên lực nhưng sau khi vẽ xong ký tự đó Tiên lực trong cơ thể lại không có bất kỳ sự phản ứng nào. Vương Lâm trầm ngâm một chút ghi nhớ cái ký tự đó vào trong đầu. Sau đó, ánh mắt hắn liền nhìn về phía diêu tích tuyết trước mặt. Nữ tử này có huyết hồn đan. Cho dù ta ra tay đánh lén thì nàng cũng vẫn có thể sống lại. Muốn giết chết nàng có chút khó khăn. Sau 7 ngày, trước mặt hai người lại xuất hiện một cái bình đài. Độ cao của nó cũng giống hệt như hai cái trước. Đồng thời giữa bình đài vẫn có một pho tượng đá thậm chí ngay cả hình dạng của pho tượng cũng chẳng khác cái trước nhiều lắm chỉ có điểm khác duy nhất chính là ở mi tâm của nó có thêm một con mắt thứ ba tới trước bình đài diêu tích tuyết quay lại nhìn vương lâm tuy nàng không nói gì nhưng từ thái độ của nàng cũng có thể hiểu được ý định vương lâm cũng không phải là kẻ bần tiện hắn biết lúc này chưa phải là lúc trở mặt ít nhất thì cũng phải chờ sau khi hiểu rõ nơi này đã hắn nhẹ nhàng lướt qua người diêu tích tuyết đi về phía bình đài. Trong nháy mắt khi hắn đặt chân lên đó, đôi mắt liền mở to. Cùng lúc đó, sinh ấn lập tức ngưng tụ trên mắt, hình thành một ấn ký, biệt kín hai mắt. Đây là một sự thí nghiệm của Vương Lâm. Hắn thử nhìn xem có thể phát hiện ra cái ký tự màu vàng kia nữa không? Tuy nhiên, ký tự màu vàng vẫn chưa thấy thì khi Vương Lâm đặt chân lên bình đài, toàn thân tượng đá chấn động. Hai mắt nó mở ra trong mắt lóe lên những tia sáng rồi gầm nhẹ lên một tiếng mà bước về phía vương lâm. Sinh ấn lập tức từ trong mắt tản ra bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, vương lâm lui lại vài bước. Hắn giống như một con du long xoay quanh bốn phía. Pho tượng đá gầm lên một tiếng rồi đuổi theo vương lâm. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên, tay phải vẽ nhẹ vào không trung, từng làn ánh sáng lóe lên. Một đạo cấm chế đơn giản xuất hiện trong tay. Vừa chạy, hắn vừa ném cấm chế về phía sau thoáng cái cấm chế lập tức phình lên tỏa ra mấy trường ngăn cản sự truy đuổi của tượng đá tượng đá không hề có chút dừng lại nó lao thẳng vào đạo cấm chế chỉ thấy cấm chế giống như một vật gì đó bị nghiền nát vỡ vụn ra thành từng mảnh mà bay về bốn phía một tia sáng chợt lóe lên trong mắt vương lâm hắn cảm thấy hứng thú Cấm chế vừa rồi của hắn tuy mục đích chỉ là dò xét nhưng nó vốn là vật vô hình. Trừ khi gặp phải tấm chế khác, nếu không thể có chuyện bị xé nát ra như vừa rồi. Pho tượng đá này toàn thân được bao phủ bởi cấm chế. Dùng sức để phá hủy không phải là phương pháp chính xác. Hai tay Vương Lâm bắt quyết. Từng đạo cấm chế hóa thành những luồng sáng đơn giản nhưng có rất nhiều nhanh chóng bay ra rồi lao về phía tượng đá. Pho tượng gầm lên một tiếng, rồi nhảy về phía trước. Tay phải của nó đấm mạnh một cái, vô số cấm chế lập tức bị vỡ nát. Cùng lúc đó, một nguồn lực cực mạnh xuất hiện lao về phía Vương Lâm. Tay phải hắn vuốt vào túi trữ vật. Nhất thời, cấm viên xuất hiện trong tay. Tay hắn trung nhẹ một cái, nguồn lực đang lao đến liền chìm vào trong cấm viên rồi biến mất. Trong mấy trăm năm qua, cấm viên của Vương Lâm được hắn tăng thêm rất nhiều cấm chế. Đến bây giờ nó đã đạt tới 999 đạo. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm giác quái lạ đó là thiên kiếp vẫn chưa hề xuất hiện Tất cả 999 đạo cấm chế đó đều là cấm chế công kích Một khi phát ra sẽ có uy lực rất mạnh Chỉ có điều khi tu vi của Vương Lâm tăng lên thì bằng đó vẫn chưa đủ Vương Lâm đã tự nghĩ muốn tăng uy lực của cấm viên lên tới 9999 đạo cấm chế Nhưng muốn tăng lên gấp 10 lần cấm chế thì cần một số lượng nhiều lắm với kiến thức của vương lâm bây giờ thì không hề có nhiều cấm chế đến vậy trong đôi mắt của hắn có vô số cấm chế xuất hiện nhưng đạo cấm chế đó hết hợp lại với nhau khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn làm cho tượng đá không thể tới gần mỗi khi tượng đá sắp tới gần cấm phiên trong tay vương lâm lại vung lên một cái xuất ra vô số cấm chế tạo thành một bức tường trước mặt ngăn cản bước chạy của tượng đá tượng đá bị ngăn cản mấy lần liền gầm lên những tiếng kinh thiên động địa nó không đuổi theo nữa mà đứng tại chỗ, dậm mạnh một cái xuống đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Cùng lúc đó, tại chỗ Vương Lâm chạy tới có một cây cột đá nhọn từ dưới đất lao lên. Vương Lâm vẫn luôn đề phòng thần thông của pho tượng. Vì vậy mà lúc này, hai tay hắn bắt quyết, rồi tránh qua cây cột nhọn dưới chân. Nhưng cây cột đá đó giống như cỏ sau cơn mưa xuân cứ liên tiếp vọt lên. Trong nháy mắt, Toàn bộ bình đài bị bao phủ bởi vô số cây cọc nhọn. Vương Lâm liền phóng lên cao. Thân hình hắn ở giữa không trung nhưng trong hai mắt vẫn tiếp tục suy diễn cấm chế với tốc độ nhanh hơn. Ánh mắt của hắn vẫn tập trung nhìn vào trong cơ thể của pho tượng. Dưới sự suy diễn cấm chế, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Vào lúc này, pho tượng đá trong ánh mắt của hắn đã biến đổi. Hắn có thể thấy nơi đây làm gì có pho tượng đá nào? Rõ ràng đó là do một đống cấm chế chồng lên nhau tạo thành. Toàn thân tượng đá không có chỗ nào không phải cấm chế. Trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn thấy rõ bản chất của pho tượng đá thì trên bình đài, pho tượng đạp mạnh một cái xuống đất. Toàn bộ những cây cột nhọn chợt gãy rời rồi giống như một trận mưa phóng về phía Vương Lâm đang đứng trong không trung. Với tu vi của Vương Lâm nếu dùng pháp bảo hoặc ba sát chiêu của hắn thì tiêu diệt tượng đá chẳng mất nhiều thời gian như thế nhưng mục đích của vương lâm không phải là phá giải như vậy hắn muốn tìm hiểu một cách rõ ràng vào lúc này những cây cột đá đang lao đến trong mắt vương lâm chính là những đạo cấm chế mà chỉ cần là cấm chế thì hắn chẳng hề sợ hãi có thể nói từ khi vương lâm mới là kết đăng hắn đã bắt đầu nghiên cứu cấm chế vì vậy mà mức độ am hiểu của hắn đối với cấm chế thì ngoại trừ mấy lão quái vật sống ngoài ngàn năm ra người bình thường không ai có thể sánh bằng nét mặt hắn vẫn thản nhiên cấm phiên trong tay phải vung lên xuất ra vô số đạo cấm chế chúng căn cứ theo một sự sắp đặt sẵn trong đầu vương lâm ngay lập tức hàng vạn cây cột nhọn từ dưới đất đang bay lên lập tức dung nhập vào trong cấm chế rồi bị phân giải hóa thành một bộ phận trong cấm chế sau đó chúng liền bị cấm phiên hấp thu khiến cho thanh thế của cấm phiên tăng lên rất nhiều vương lâm liền hạ xuống tay phải điểm về phía trước nhất thời cấm chế trong cấm viên giống như những luồng gió lốc bay xung quanh tượng đá. Chưa rơi xuống đến đất, vương lâm liền hóa thành một luồng khói xanh cùng với cấm chế xoay tròn xung quanh tượng đá. Hai tay của hắn liên tục huy động, từng đạo cấm chế cứ thế bay ra liên tiếp. Từ xa nhìn lại, vào lúc này, pho tượng đá trên bình đài bị vô số cấm chế vây quanh. Mặc cho nó dễ dụa thế nào thì cấm chế vẫn bao vây rồi theo những khe đá mà chui vào bên trong. Phá! Phá! Phá. Phá. Vương Lâm đang di chuyển chợt đứng ngay lại, hét lên bốn tiếng thật lớn. Bốn tiếng thét vừa vang lên, vô số cấm chế đang xoay tròn xung quanh tượng đá thu hẹp. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được sự biến hóa của pho tượng đá. Nó không ngừng bị phá hủy. Pho tượng đá vốn là do cấm chế tạo thành. Nay cấm chế bị phá hủy dần dần khiến cho kích thước của tượng đá từ từ thu lại. Đối diện với nguy cơ pho tượng đá liền rít lên liên tục con mắt thứ ba trên mi tâm chở mở ra lập tức có một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên trong con mắt đó tia sáng màu vàng vừa lóe lên cấm chế do vương lâm thi triển nhanh chóng bị tan rã một tia sáng cũng lóe lên trong mắt vương lâm hắn có thể thấy được trong con mắt của pho tượng có một cái ký tự màu vàng ký tự đó do hai nét bút tạo thành cấm vương lâm gầm nhẹ một tiếng miệng hắn phun chút máu huyết vào trên cấm chế đạo cấm chế nhanh chóng hút lấy giọt máu của hắn rồi phóng đi triệt tiêu với ánh sáng vàng sau hai nhịp hô hấp ánh sáng màu vàng trong mắt pho tượng tiêu tán trong nháy mắt pho tượng đá lại bị hàng ha sa số cấm chế bao phủ toàn thân nó chấn động tia sáng trong mắt nó biến mất chỉ còn lại một màu xám ngay sau đó thân thể nó chợt vỡ nát từng đạo cấm chế từ trong cơ thể nó lao ra hóa thành những làn khí đen mà bay về bốn phương tám hướng. Trong khoảng khắc, khắp cả bình đài trở thành một thế giới của khí đen. Trong làng hắc khi đó một ký tự màu vàng chợt lóe lên rồi chực biến mất. Vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên vô thức giơ tay phải lên. Ngón trỏ của hắn vẽ nhẹ một nét, một bức tranh liền xuất hiện. Trên đó có một cái ký tự. Ký tự đó đúng là của pho tượng đá phong ấn ở tầng thứ nhất. Một nét vẽ xong, Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẽ tiếp một nét nữa sau khi hai bút vừa dứt liền xuất hiện cái ký tự màu vàng trong con mắt thứ ba của pho tượng đá ký tự vừa xuất hiện thì cái ký tự chui ra từ trong có thể tượng đá đang định bay đi chợt thay đổi phương hướng bay thẳng về phía vương lâm tốc độ của nó chẳng khác gì tia chớp in vào trên ký tự mà vương lâm vừa vẽ ra chúng dung hợp vào nhau khiến cho người ta chẳng phân biệt được ánh mắt vương lâm có chút quái dị ngón trỏ của hắn lại tiếp tục vẽ thêm một nét nữa nét vẽ vừa dứt nhất thời xuất hiện ký tự trong mắt của diêu tích tuyết chuyện này phát sinh cực nhanh khi diêu tích tuyết còn đang trợn mắt há mồm ba nét phù văn đã thành hình trong nháy mắt khi ký hiệu hình thành tiên lực trong cơ thể vương lâm đã tự động vận chuyển ngón tay hắn điểm vào trong ký hiệu ba nét phù văn nếu chỉ là một nét thì cũng không có gì khác thường nhưng lúc này từng nét từng nét được vẽ ra rồi hiện lên trong mắt Vương Lâm lại làm hắn sinh ra một loại cảm giác hoàn mỹ, giống như ẩn chứa một loại ấn ký thiên đạo vậy. Từng luồng kim quang giống như những luồng sáng từ trên cao vạn trượng lập tức lóe lên trên phù văn rồi chiếu sáng khắp bốn phía. Hắc khí đang xoay chuyển trên đài bị kim quang rọi xuống thì chậm rãi tiêu tán trong hư vô. Trong mắt Diêu Tích tuyết lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp và chấn động. Trước đây nàng đã đến chỗ này nhiều lần nhưng đều biết nắm chắc thời gian và không muốn dây dưa với những tượng đá. Những lần đó nàng đều dùng huyết ngọc phong ấn do phụ thân tặng, dùng một phương pháp cực kỳ khéo léo để vượt qua. Tuy nàng cũng chú ý đến những ký hiệu màu vàng được vẽ ra từ trên hư không, nhưng vì chưa đập nát hoàn toàn tượng đá, nên nàng không hấp thu những ký hiệu trong tượng đá giống như Vương Lâm. Khi tiên lực vừa dung nhập vào trong ký hiệu, ngón trỏ của Vương Lâm khựng lại. Lúc này mặc dù thần sắc hắn vẫn như thường, nhưng hắn lại biết nếu không vẽ ra được nét bút thứ tư thì những ký hiệu hoàng mỹ này sẽ lập tức bị đánh vỡ thậm chí còn có thể sụp đổ vương lâm không thể vẽ ra được đệ tứ bút khi không có căn cứ ánh mắt hắn lóe lên ngón trỏ tay phải điểm lên trên ký hiệu cơ thể hắn khẽ xoay chuyển rồi đột nhiên bốn ngón tay về phía trước ký hiệu lập tức bị vương lâm bắn ra rồi bay thẳng về phía diêu tích tuyết diêu tích tuyết biến sắc nàng lập tức lui người về phía sau Lúc này nàng lập tức vỗ vào túi trữ vật, liên tục lấy ra rất nhiều ngọc giản màu đỏ rồi bóp nát từng cái một trước người. Chỉ thấy huyết quang cuồn cuộn, từng tầng mây huyết sắc lập tức bao trùm trên những ký hiệu. Tình huống xảy ra cực nhanh, huyết quang rơi trên ký hiệu thì đột nhiên tiêu tán, nhưng lại làm cho ký hiệu kim quang trở nên ảm đạm. Diêu tích tuyết liên tục lui về phía sau, trắng nàng đã đổ đầy mồ hôi. Từng khối từng khối ngọc giảng huyết sắc liên tục được nàng ném ra, sau bảy lần hít thở, Cuối cùng kim quang trên những ký hiệu cũng bị huyết sắc che phủ hoàn toàn rồi trở nên u ám. Ký hiệu lập tức tiêu tán bên trong huyết quang. Vẻ mặt diêu tích tuyết cực kỳ âm trầm. Vừa rồi nàng đã ném ra một phần mười số huyết ngọc trăm năm có trong túi trữ vật. Nhưng trong khoảnh khắc khi ký hiệu kim sắc kia đến gần, nàng lại sinh ra cảm giác giống như đối mặt với những người đồng lứa với phụ thân vậy. Vương Lâm, diêu tích tuyết bóp nát huyết ngọc. Đợi khi ký hiệu tiêu tán cơ thể nàng lập tức lóe lên rồi xông thẳng lên đài, phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, trong nháy mắt khi Diêu Tích Tuyết phóng đến, mắt hắn chợt lóe lên hàng quang. Tay phải hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật, tiên kiếm lập tức xuất hiện trên tay. Hắn giơ kiếm lên trước người rồi bình thản nói, "Diêu đạo hữu." Ký hiệu kim sắc xuất hiện quá đột ngột, tại hạ không thể kiểm soát được. Nếu ngươi vì điều đó mà muốn đấu pháp thì vương mổ xin phụng bồi. Dư tích tuyết âm trầm liếc mắt nhìn Vương Lâm, trong mắt nàng hiện lên một tia sát khí, nàng thầm nghĩ, người này nếu đã đến đây thì trừ khi hắn có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn, nếu không sẽ không còn cơ hội sống. Ta động thủ với hắn chỉ lãng phí thời gian. Nàng lạnh lùng nói, không còn lần sau nữa đâu. Nói xong, dư tích tuyết phóng thẳng về phía trước rồi trực tiếp bay qua người Vương Lâm. Nàng phóng đi trên đường Tôn Long để đến chỗ đệ tam phong ấn. Vương Lâm thu hồi tiên kiếm rồi đi theo không nhanh không chậm ở phía sau. Hắn nhìn dư tích tuyết đang ở phía trước, trong lòng lại không thể giữ được bình tĩnh. Ba nét phù văn không ngờ lại có uy lực như vậy. Dựa theo những gì dư tích tuyết nói thì nơi đây tổng cộng có 18 tầng. Nếu mỗi tầng đều có một cái ký hiệu thì sẽ có tổng cộng 18 ký hiệu. Nếu những ký hiệu này đều được xuất ra thì uy lực của nó sẽ như thế nào, rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ là tiên thuật bất thành vương lâm hít vào một hơi thật sâu tay phải hắn vẽ trên hư không trong nháy mắt đã tạo ra ba cái phù văn nhưng lúc này tiên lực trong cơ thể hắn lại không có chút khác thường nào nên phù văn sau khi xuất hiện lại lập tức tiêu tán cũng không xuất hiện uy lực giống như trước vương lâm nhíu mày rồi trở nên trầm ngâm vài ngày sau tầng thứ ba đã xuất hiện trước mắt lúc này diêu tích tuyết lại trực tiếp phóng lên đài lúc này trên đài cũng chỉ là tượng đá nhưng những tượng đá ở đây ngoại trừ có ba con mắt thì trong tay còn có thêm một cây trường kiếm diêu tích tuyết không làm giống như phong ấn trước lần này nàng không chút do dự triển khai thần thông rồi đánh thẳng vào tượng đá vương lâm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên đài thuật thần thông của diêu tích tuyết phần lớn đều lấy huyết công làm chủ khi nàng vung tay thì huyết sắc xuất hiện trước sau đó thần thông mới hiện ra diêu tích tuyết đánh với tượng đá cũng không có gì phải lo lắng với tu vi của nàng thì sau một nén hương đã có kết quả tượng đá tuy đã sụp đổ nhưng kim phù lại không bay ra vẻ mặt diêu tích tuyết lại càng trở nên âm trầm nàng dậm chân xuống thật mạnh rồi tay phải nhấn xuống dưới những bức tượng vỡ bên dưới lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán ánh mắt vương lâm trở nên ngưng trọng hắn thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ có cách phá giải cấm chế trên những tượng đá thì ký hiệu mới dung hợp vào bên trong sao dư tích tuyết cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang vương lâm nàng lập tức bay qua đài đi lên phía trước thời gian vùng vụt trôi qua nháy mắt đã qua một tháng khoảng thời gian này vương lâm cực kỳ nhàn rỗi dư tích tuyết không cho hắn cơ hội xuất thủ sau khi nàng thử nghiệm hai lần đều không thấy ký hiệu kim sắc xuất hiện thì cũng biết được phương pháp của mình không đúng nàng nhớ lại quá trình trước đó vương lâm thu được kim phù rồi chợt hiểu ra dư tích tuyết cực kỳ kiên kỵ kim phù Lúc này vì đề phòng vương lâm thu được nó nàng đành phải tự mình ra tay. Nàng không phải đánh vỡ tượng đá mà dùng huyết ngọc phong ấn, phương pháp này nàng đã sử dụng khi đi vào đây ba lần trước đó. Vào một ngày, khi diêu tích tuyết vượt qua những tượng đá ở phong ấn thứ 11 trên đường Tôn Long, khi nàng nhìn thấy đài phong ấn thứ 12 hiện ra trước mắt thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, nàng nhìn về phía vương lâm, nói, vương đạo hữu. Phong ấn thứ 12 này mạnh hơn những cái trước rất nhiều hai người chúng ta cần phải đồng thời xuất thủ mới có thể phá nó được. Đây cũng chính là mục đích mà lần này Diêu Mổ mời đạo hữu tới đây. Vương Lâm gật đầu, đài ở phía trước có sự khác biệt rất lớn và chỉ nhỏ bằng một nửa những cái trước, trên đài cũng không có tượng đá mà chỉ có một cánh cửa đá khổng lồ. Ngoài những cái đó ra chỉ còn con đường tôn long mà hai người bọn họ đang đứng. Trên cửa đá có rất nhiều khe hở lớn nhỏ, chúng đang xen vào nhau, tạo thành một thứ giống như một mặt người diêu tích tuyết và vương lâm lặng lẽ đứng trên đài đúng lúc này cánh cửa đá đột nhiên từ từ mở ra một cơn gió lạnh từ bên trong lập tức phóng ra khi ngọn gió ào ra toàn thân diêu tích tuyết lập tức được huyết quang bao phủ vương lâm lui ra phía sau vài bước hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay nó quấn lại rồi lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể vương lâm ngọn gió lạnh thổi qua Cấm phiên bọc bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng két két, chỉ thấy những tầng băng lạnh lập tức đóng ở bên ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã bị những tầng băng dày phong ấn lại. Nhìn sang Diêu Tích Tuyết, ở bên ngoài cơ thể nàng cũng được tạo thành một bức tượng băng, nhưng bên trong lại có hồng quang lấp lánh. Gió lạnh vừa thổi qua thì một làn sương mỏng từ trong cánh cửa bay ra rồi ngưng tụ lại tạo thành một bóng người. Người này khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lẽo, mặc đồ trắng, mỗi một hành động giơ tay nhất chân của hắn đều mang theo vẻ tiên phong đạo cốt. Sau khi xuất hiện hắn lạnh lùng nhìn về phía hai bức tượng băng là Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết. Hắn không mở miệng nhưng lại có âm thanh truyền ra. Lệnh của chủ nhân động phủ, nếu không có lệnh bài, không được đi vào. Trong bức tượng băng của Diêu Tích Tuyết, Hồng Quang lập tức trở nên nồng đậm, giống như một cơn sóng nhiệt từ trong truyền ra ngoài. Từng làn sương trắng từ trên tượng băng bốc lên, trong nháy mắt tượng băng đã tan chảy diêu tích tuyết từ bên trong bước ra ngoài ngươi đã đến đây nhiều lần lại thi triển công pháp của huyết quân năm xưa niệm tình ngươi là hậu nhân truyền thừa của hắn nên ta đã ba lần nương tay tha cho ngươi để công pháp đó còn người nối giỏi nhưng ngươi lại không biết tốt xấu bây giờ lập tức thi triển phục hoạt thần thông rồi cút ngay cho ta bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội đó một lần nữa đâu giọng nói của người đàn ông trung niên kia tuy hết sức bình thản nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không nói nên lời lúc này tượng băng của vương lâm cũng dần tan hắn ung dung đi từ bên trong ra ngoài rồi lạnh lùng nhìn hai người đang đứng ở phía trước người đàn ông trung niên ánh mắt rất bình thản hắn cũng chẳng thèm để ý đến vương lâm mà chỉ nhìn về phía diêu tích tuyết diêu tích tuyết hạ thấp người nói tiền bối có quen biết với tổ tiên vãn bối Tại sao người lại không mở cửa mà cứ để động phủ này hoang phế nhiều năm như vậy? Nếu đã bỏ đi sao không thành toàn cho vãn bối? Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói, nếu tiếp được ba kiếm của ta thì mới có tư cách. Hai người các ngươi cùng tiếp chiêu hay từng người một? Ánh mắt Diêu Tích tuyết chợt lóe lên, nói, hai người chúng tôi mỗi người tiếp một chiêu, chiêu sau cùng sẽ cùng nhau liên hợp. Ánh mắt người đàn ông trung niên vẫn rất bình thản sau khi nghe vậy thì tùy tiện điểm tay phải về phía trước một đạo kim quan lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay người đầu tiên tiến lên tiếp được sống không tiếp được chết vương đạo hữu diêu tích tuyết nhìn về phía vương lâm vương lâm mỉm cười hắn lui về phía sau hai bước rồi lắc đầu nói diêu đạo hữu không nói lời thật tại hạ cần phải suy xét lại diêu tích tuyết nhìn về phía vương lâm nói có gì không thật nơi đây không phải có 18 tầng phong ấn. Nếu thật sự là phong ấn cũng chỉ có 12 tầng, còn đi qua cánh cửa này thì chính là động phủ. Diêu tích tuyết cười lạnh, nàng đã sớm dự liệu đến chuyện tên vương lâm này thay đổi chủ ý, lúc này nàng không chút hoang mang, nói, vương đạo hữu. Diêu mổ còn một câu mà trước kia quên chưa nói, mong rằng ngươi đừng để bụng. Nhưng bây giờ nói cho ngươi biết cũng không muộn, tiến vào chỗ này mà cảm ngộ được ký hiệu kim phù sẽ đạt được tư cách để đi vào động thí luyện một khi đạt được tư cách thì sẽ được đi vào nếu không chỉ còn con đường chết mà thôi lời đã nói tin hay không là tùy ngươi vẻ mặt vương lâm không vui không giận sau khi hắn nhìn về phía diêu tích tuyết trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói diêu đạo hữu có huyết hồn đan tất nhiên sẽ không sợ ngươi suy tính quả là chu toàn người đàn ông kia lạnh lùng nhìn về phía hai người vương lâm và diêu tích tuyết hắn không tỏ ra mất kiên nhẫn nếu ngươi có thể giúp ta tiến vào động phủ tất nhiên sẽ không cần quan tâm đến tính mạng tất cả những gì ta đã đáp ứng sẽ được thực hiện diêu tích tuyết nói vẻ mặt vương lâm hơi trầm xuống một lúc sau mới nói chuyện đã đến nước này ta có thể ra tay nhưng ta muốn biết rốt cuộc đây là nơi nào diêu tích tuyết nhoẻn miệng cười nói đây là một động phủ do tiên nhân lưu lại năm xưa cha ta vô tình biết được từ trong miệng một yêu đế động phủ này đã bỏ hoang rất nhiều năm rất nhiều thần thông đã biến mất chỉ còn một tia linh hồn của động này và ba đạo kiếm khí người nào tu vi đạt đến vấn đỉnh mới có thể tiếp được toàn bộ ba chiêu được rồi những gì nên nói ta đã nói hết vương đạo hữu mời ra tay vấn đỉnh mới có thể tiếp chiêu được à vương mỗ chỉ là anh biến trung kỳ diêu đạo hữu cũng quá coi trọng tại hạ rồi vương lâm trầm giọng nói vẻ mặt diêu tích tuyết đang nghe truyện trên tv audio cv lạnh lùng nói vương lâm nếu không vào được động phủ ta có huyết hồn đang còn có thể sống lại được còn ngươi chắc chắn phải chết đúng lúc này người đàn ông trung niên vẫn lạnh lùng nhìn hai người lại đột nhiên nói không sai nếu không vào được động phủ ngày hôm nay hai người các ngươi đều phải chết nếu muốn sống thì phải thành công tiến vào động phủ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc lâu, hắn tiến lên phía trước một bước, trầm giọng nói, tiền bối xuất thủ đi. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, một ngón tay chỉ lên trời. Phong ấn ma niệm trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Lúc này, từng luồng hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra bên ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã bị hắc vụ bao phủ trong mắt diêu tích tuyết thì làng hắc vụ này chính là ma khí. Hắn vừa xuất thủ đã dùng thần thông lần trước đấu với yêu tướng, rõ ràng là xuất hết toàn lực. Như vậy cũng hợp với ý ta. Diêu tính tuyết đã sớm suy tính từ trước, tu vi của vương lâm trong mắt nàng chỉ là anh biến trung kỳ, mặc dù đối phương đủ tiên ngọc cũng không thể chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày là thăng lên anh biến hậu kỳ được. Như vậy với tu vi anh biến trung kỳ, mặc dù có thể tiếp được một đạo kiếm khí nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương và không còn lực vi hiếp. Còn nàng chỉ cần dựa vào phương pháp của phụ thân thì chắc chắn sẽ tiếp được hai đạo kiếm khí, sau đó nàng sẽ hoàn thành yêu cầu của động phủ chi linh kia. Năm xưa nàng đã tới đây mấy lần, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tiếp được hai đạo kiếm khí, còn đạo thứ ba lại là chí mạng. Người đàn ông trung niên thân là động phủ chi linh nhìn vương lâm đang được những làng hắc vụ bao quanh hắn không nói nhiều lời mà trực tiếp búng tay ra một đạo kim quan mạnh như sấm sét nhanh như chớp giật phóng thẳng về phía vương lâm vương lâm gầm nhẹ một tiếng ma khí trên người lập tức cuồn cuộn xoay chuyển lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng ngưng tụ trên đầu ngón tay hắn gần như chỉ trong nháy mắt ma khí trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán tất cả đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay kim quan cuối cùng đã tới rồi đập lên ma khí trên đầu ngón tay của vương lâm Kim quang giống như một mũi dùi mang theo khí thế mạnh như trẻ tre trực tiếp bổ ma khí ra, nhưng trong quá trình này ma khí cũng nhanh chóng dung hợp vào bên trong rồi liên tục tan rã. Kim quang thoạt nhìn thì hết sức bình thường nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ. Kim quang xuyên thủng ma khí rồi lập tức thuận theo ngón tay vương lâm mà chui vào trong cơ thể. Miệng vương lâm phun ra một nguồn máu lớn, cơ thể hắn giống như bị một luồng sức mạnh cực đại đập vào. Hắn lập tức bị đánh văng về phía sau, Đúng lúc này trong cơ thể hắn lại truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cái đài này vốn không lớn, nhưng lúc này cơ thể Vương Lâm đã văng ra khỏi bục đá rồi rơi vào trong tinh không hư vô. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm biến mất, sau đó hắn ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói, "Đạo kiếm khí đầu tiên, ngươi đã phá được. Giờ đến đạo thứ hai." Nói xong hắn lại vung tay phải lên một lần nữa, lại có một đạo kim quang ngưng tụ trên đầu ngón tay vương lâm trọng thương không nằm ngoại dự liệu của diêu tích tuyết nàng không thèm để ý vương lâm sống hay chết điều nàng cần lưu ý là làm sao để tiến vào động phủ còn lời dặn của cha là không nên trở mặt với vương lâm lại bị nàng bỏ ra ngoài tai thật ra trong lòng nàng thân phận và tu vi của vương lâm căn bản không xứng đáng để kết giao với nàng mặc dù hắn cũng không tầm thường nàng đảo thần thức qua bốn phía nhưng không cảm nhận được sự tồn tại của vương lâm một tia nghi ngờ duy nhất trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói. Lúc này, khi phải đối mặt với đạo kiếm khí thứ hai của động phủ Chi Linh, Diêu Tích Tuyết lập tức vỗ tay phải vào túi trữ vật, trong tay nàng xuất hiện rất nhiều huyết sắc ngọc phù. Đúng lúc này, kim quang trên tay người đàn ông trung niên đột nhiên bay ra, giống như một con kim long gầm rống phóng tới. Ngọc phù trong tay Diêu Tích Tuyết lập tức vỡ vụn, huyết quang tỏa ra dày đặc rồi lập tức bọc kim long vào bên trong nhưng khí thế của kim long lại mạnh như vũ bảo nó bay thẳng ra ánh sáng trên kim long tuy trở nên u ám nhưng khí thế vẫn còn rất mạnh nó đánh lên ngực diêu tích tuyết vẻ mặt diêu tích tuyết lập tức trở nên đỏ hồng rất yêu dị một nguồn máu tươi bị nàng nuốt ngược trở vào nàng lui người về phía sau hai bước rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên đây là lần thứ tư nàng đi đến bên dưới cánh cửa đá này nàng biết rõ huyết phù chỉ có thể sử dụng một lần nếu nàng sử dụng thêm lần thứ hai thì nó sẽ không còn chút tác dụng nào đối với kim quang. Lần đầu tiên nàng đi vào chỗ này, vì có huyết phù nên xông qua đài thứ 11 như vũ bảo. Nàng tưởng rằng sẽ nắm chắc 10 phần thành công nhưng huyết phù lại mất đi hiệu lực đối với đạo kiếm quang thứ hai. Đạo kiếm khí thứ hai coi như ngươi đã tiếp được. Bây giờ chính là đạo thứ ba. Người đàn ông trung niên vừa nói xong, trên ngón tay lại xuất hiện kim quang hắn không để cho đối phương có thời gian chuẩn bị, kim quang lập tức lóe lên rồi bay thẳng ra. Sắc mặt diêu tích tuyết đỏ hồng, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Ngày xưa khi đạo kiếm khí thứ ba phóng tới thì nàng đã bị trọng thương, tiên lực trong cơ thể chỉ còn lại rất ít nên không thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ thì khác hẳn, Vương Lâm đã tiếp được đạo kiếm khí đầu tiên nên hiện nay tiên lực trong cơ thể nàng vẫn còn đầy đủ, tuy vẫn bị thương nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến khả năng triển khai thần thông của nàng. Đối với đạo kiếm khí thứ ba, Diêu Tích Tuyết tinh mình có thể tiếp được. Động phủ là của ta. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, hai tay nàng bấm quyết trước ngực rồi nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Trong nháy mắt khi đạo kim quang tới sát bên người, nàng há miệng phun ra một nguồn máu lớn, máu trực tiếp rơi trên kim quang. Đúng lúc này trong miệng nàng truyền ra những tiếng thì thầm, tốc độ ấn quyết trong tay lại càng nhanh. Đạo kim quang bị máu tươi rơi lên lập tức vang lên những tiếng xì xì, máu tươi giống như đang sôi trào rồi cuồn cuộn hóa thành từng đám ký hiệu màu đỏ máu, những ký hiệu này cứ dính chặt lên kim quang giống như nước gặp đất hạn. Kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm, nhưng những ký hiệu màu đỏ máu ở bên trên cũng tiêu tán. Kim quang vọt ra rồi phóng thẳng đến diêu tích tuyết. Diêu tích tuyết hít vào một hơi thật sâu, hai tay lập tức ngừng bấm pháp quyết rồi hóa thành một vùng tàn ảnh trắng ở trước người. Ngay sau đó, một trận pháp hình tròn màu đỏ xuất hiện trên tay diêu tích tuyết. Khoảnh khắc khi kim quang phóng tới nó va chạm với trận pháp màu đỏ trên hai tay diêu tích tuyết. Một tiếng nổ ầm vang lên rồi truyền ra khắp bốn phía. Trận pháp màu đỏ lập tức tan vỡ, còn đạo kim quang lại tan rã rồi hóa thành từng điểm kim quang dung nhập vào trong người diêu tích tuyết. Diêu tích tuyết cũng không thể gắn gượng thêm nữa, nàng phun ra một nguồn máu lớn, tiên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển để giao chiến với những điểm kim quang vừa tiến vào trong cơ thể. Kim quang một khi đã chui vào trong cơ thể sẽ tạo thành lực sát thương khổng lồ, có ảnh hưởng rất lớn đến kinh mạch và xác thịt. Chỉ có thể dùng tiên lực để chống lại, hai bên cùng tan rã mới có thể hóa giải được nguy hiểm do kim quang gây ra. Nếu ngươi và người đàn ông lúc nãy không chết thì có thể nhận được tư cách tiến vào động phủ giọng nói của người đàn ông trung niên vẫn tĩnh lặng giống như mặt nước. Dư tích tuyết sau khi nghe xong thì vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tiên lực trong cơ thể để cùng tan rã với kim quang. Lúc này nàng đang chìm đắm vào trận chiến giữa tiên lực và kim quang nên không phát hiện ra một luồng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đang đặt lên trên người nàng. Khi tiên lực và kim quang đang đối kháng với nhau đến thời khắc quan trọng nhất thì một đạo tàn ảnh với tốc độ cực nhanh giống như một đạo lưu tinh từ trong không gian hư vô dưới đài bay lên như sấm sét thân ảnh này đầu đội mũ rơm cả người lóe lên như tia chớp gần như chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên đài hắn không ngừng lại mà tay phải tiếp tục vung lên một trảo trên hư không túi trữ vật của diêu tích tuyết lập tức bay ra đúng lúc này tay phải của người kia lại điểm nhẹ lên mi tâm diêu tích tuyết khoảnh khắc này diêu tích tuyết mạnh mẽ mở hai mắt trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng nàng muốn né tránh nhưng không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương ấn ngón tay lên mi tâm. Một cổ lực lượng tàn phá từ trên mi tâm tiến vào trong cơ thể diêu tích tuyết với khí thế mạnh như vũ bảo. Nó di chuyển trên kinh mạch nàng, đi qua chỗ nào thì kinh mạch nơi ấy trở nên đau đớn đứt đoạn. Lúc này, tiên lực trong cơ thể diêu tích tuyết vốn không còn được bao nhiêu lại bị cổ lực lượng này đánh thẳng vào nên lập tức tan rã. Không còn tiên lực, kim quang trong người lại vùng lên làm loạn, dư tích tuyết há miệng phun ra một mụn máu tươi rồi văng ra ngoài ba trượng khi nàng rơi xuống mặt đất một đạo khí xám lập tức lấp lánh trên mi tâm tạo thành một dấu ấn bao trùm toàn thân máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe miệng dư tích tuyết nàng hét lên bằng một giọng khàn khàn vương lâm muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu một giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng thân ảnh kia truyền ra thân ảnh này rất cao khi tháo mũ rơm trên đầu xuống thì thấy hắn chính là vương lâm vẻ kinh hoàng trong mắt diêu tích tuyết lại càng trở nên nồng đậm vương lâm xuất hiện đã nằm ngoài dự liệu của nàng nàng nghĩ nếu hắn không chết thì cũng bị trọng thương tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện ở đây giống như bây giờ trước đó nàng đã quét thần thức qua một lượt rõ ràng lúc đó đã không còn phát hiện ra sự tồn tại của người này vẻ mặt vương lâm vẫn như thường hắn nhìn diêu tích tuyết tất cả mọi chuyện đều đã được hắn âm thầm lên kế hoạch có thể nói từ khi phát hiện ra chỗ này chính là điểm kết thúc thì hắn đã có biện pháp rồi hắn mạo hiểm phát ra ma khí một lần nữa chỉ vì muốn làm cho diêu tích tuyết hoàn toàn lơ là tưởng rằng mình đã xuất toàn lực khi đó hắn lợi dụng khoảnh khắc đạo kiếm khí kia nhập vào trong người để chấn nát tiên tinh đã được ngưng tụ sẵn trong cơ thể trước đó ba ngày khi hắn đang còn ở trong doanh trại dưới lòng đất hắn đã dùng một phần ba tiên ngọc để hóa thành tiên tinh rồi giấu bên trong cơ thể chỉ vì hắn muốn tạo ra một hiệu quả bất ngờ. Một khi tiên tinh vỡ nát thì tiên lực sẽ tuôn ra rất nhiều. Nếu như bình thường mà tiên lực tản ra như vậy thì hắn sẽ phải lập tức ngồi xuống thổ nạp, hơn nữa nếu không cẩn thận thì kinh mạch sẽ bị luồng tiên lực khổng lồ đó phá nát. Nhưng đúng lúc kiếm khí nhập vào trong cơ thể thì luồng tiên lực kia lại tuôn ra, hoàn toàn có thể chống đỡ sự phá hủy của kiếm khí, cho đến khi cả hai cùng tan rã sau đó hắn lập tức làm theo những gì trước đó đã suy tính đội lên đầu chiếc mũ rơm được vân tước tử tặng năm xưa rồi âm thầm đi lên bên trong mũ rơm chứa rất nhiều cấm chế tu vi của vân tước tử đã đạt đến vấn đỉnh trung kỳ pháp bảo tất nhiên sẽ có uy lực cường đại tác dụng của cái mũ này là che giấu thần thức năm xưa vương lâm từng sử dụng nhiều lần hắn cảm thấy rất hiệu quả trừ khi tu vi của đối phương đạt tới vấn đỉnh nếu không thì chắc chắn sẽ chẳng thể phát hiện được tất cả những chuyện này làm sao diêu tích tuyết có thể hiểu được diêu đạo hữu chúng ta lại gặp nhau vương lâm cầm trong tay túi trữ vật của diêu tích tuyết hắn bình thản nói tuy hắn nói với diêu tích tuyết nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn ông trung niên chỉ thấy ánh mắt người đàn ông trung niên kia vẫn rất bình thản tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt hắn giống như không tồn tại người thật đê tiện diêu tích tuyết cắn chặt răng nói vương lâm mỉm cười hắn bị người ta mắng chửi đã nhiều hắn làm vô thua làm giặc là quy tắc trên tu chân giới này vương lâm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng hắn khẽ cười nói diêu đạo hữu cho tại hạ đang dược giả còn giấu đi những nguy hiểm ở chỗ này vương mổ chỉ ăn miếng trả miếng không cần phải ca ngợi như vậy nếu cha ta huyết tổ biết được chuyện này ngươi sẽ chết chắc dù ngươi có là đệ tử của thiên vận tử đi chăng nữa huống hồ trước khi ta tới đây đã sử dụng một viên huyết hồn đan vẻ mặt diêu tích tuyết trở nên trắng xanh không có một tia huyết sắc nào ta vì sao phải giết ngươi ngươi có huyết hồn đang tự sống lại được nhưng muốn sử dụng đang dược đó thì điều kiện đầu tiên là ngươi phải chết ta dùng thần thông phong ấn toàn thân ngươi lại lúc này trong cơ thể ngươi không còn chút tiên lực để xem ngươi làm sao mà chết được đây vương lâm mỉm cười nói nụ cười của hắn có chút âm trầm vẻ mặt diêu tích tuyết trở nên tái nhợt, lúc này cả người nàng không còn chút sức lực nào tiên lực trong cơ thể nàng đúng là giống như vương lâm nói không còn một chút nào hơn nữa kinh mạch lại bị đứt đoạn tình trạng của nàng lúc này đáng lý ra đã chết rồi nhưng dấu ấn trên mi tâm lại truyền ra từng đạo sinh cơ bao phủ toàn thân tạo ra một vòng nối liền sự sống và cái chết dưới cái vòng này sinh tử của diêu tích tuyết đã ngừng hẳn lại ta chỉ cần phong ấn ngươi ở một chỗ để ngươi chịu cô độc trong trăm nghìn năm đứng giữa sự sống và cái chết nhưng không thể chết được cho dù ngươi có cắn lưỡi tự tử thì dấu ấn trên mi tâm cũng sẽ ngăn cản, ngươi cũng đừng mong sẽ thành công. Như vậy để ta xem ngươi làm cách nào để dùng huyết hồn đang sống lại. Giọng nói Vương Lâm tuy hết sức bình thản, nhưng khi rơi vào trong tai Diêu Tích Tuyết lại làm cho nàng ta biến sắc. Vương Lâm nói xong những lời này thì trong đầu lại nhớ lại chuyện xưa trên Chu Tức Tinh. Lúc đó tu vi của hắn bị cự ma tộc lão tổ và tu sĩ Tuyết vực phá hủy. Sau khi hắn trở thành phế nhân lại lạc vào một sơn trại rồi bị nhốt vào trong thủy lao. Lúc đó hắn phát hiện rất nhiều hài cốt của thiếu nữ bị phong ấn bên dưới. Mọi chuyện trên thế gian đúng là có sự tuần hoàn. Vương Lâm thầm nghĩ. Hắn tiến lên vài bước rồi đi đến trước người Diêu Tích Tuyết, tay phải hắn sờ soạn bên trong bộ ngực sung mãn của nàng. Diêu Tích Tuyết cắn chặt đôi môi, trong mắt nàng lộ ra một tia sát khí mãnh liệt và nỗi nhục nhã sâu sắc ánh mắt của nàng xem ra không có chút ý nghĩa nào đối với vương lâm tay phải hắn trực tiếp đi sâu vào trong tà áo trước ngực diêu tích tuyết hắn lục lọi lập tức cảm nhận được sự mềm mại và trơn bóng không thể không nói diêu tích tuyết là một mỹ nhân hiếm có ngoại trừ vẻ đẹp ra thân phận của nàng cũng làm cho người khác phải động tâm đường đường là con gái của huyết tổ bình thường thì cao cao tại thượng hôm nay lại phải gặp nạn ở nơi đây ánh mắt vương lâm như cười như không tay phải hắn khẽ bóp nhẹ lên bộ ngực mềm mại của diêu tích tuyết khi hắn rút tay ra trong tay đã có thêm ba túi trữ vật vẻ nhục nhã trong mắt diêu tích tuyết lại càng trở nên nồng đậm nàng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào vương lâm với ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nàng tu đạo đã nhiều năm vẫn một mực bảo trì tấm thân xử nữ chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật giống như vậy bao giờ diêu đạo hữu ngươi có muốn cùng ta giao dịch không sau khi thu hồi túi trữ vật, Vương Lâm nói. Diêu tích tuyết nhìn chầm chầm vào Vương Lâm mà không nói một chữ nào. Ta định phong ấn ngươi đến khi tự hết tuổi thọ mà chết, nhưng trong yêu linh này 500 năm đã là cực hạn rồi. Nếu ngươi giải đáp cho ta một vấn đề, ta sẽ giảm cho ngươi 50 năm, thế nào? Vương Lâm mỉm cười nói. Diêu tích tuyết hít vào một hơi thật sâu, trầm mặt một lúc lâu rồi lạnh lùng nói, làm sao ta biết được lời ngươi nói là thật hay giả? vương lâm cười khẽ nói ngươi có thể không cần trả lời diêu tích tuyết lạnh lùng nhìn vương lâm hừ một tiếng nói hỏi đi nếu ngươi nói dối có lẽ bây giờ ta không thể phân biệt được nhưng nếu sau này ta biết được đến lúc đó cũng đừng trách vì sao tại hạ không đến mở phong ấn cho ngươi câu hỏi đầu tiên vì sao ngươi phải vội vàng đi vào trong động phủ này câu hỏi này của vương lâm rất khéo vì vấn đề này rất rộng dư tích tuyết ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đá ánh mắt người đàn ông trung niên ở nơi đó vẫn rất bình thản ta muốn đi vào đây không có nguyên nhân nào cả đây là do ngươi tự chuốc lấy phiền phức ánh mắt vương lâm trở nên lạnh lẽo hai tay hắn bấm pháp quyết rồi đánh ra từng đạo cấm chế những cấm chế rơi xuống mặt đất lập tức tạo thành một vòng tròn cấm chế thời gian dần trôi qua cấm chế do vương lâm đánh ra càng lúc càng nhiều những vòng tròn cấm chế trên mặt đất đang tản ra từng luồng hát quan khi làm xong những chuyện này vương lâm ôm diêu tích tuyết ném vào trong vòng cấm chế tay phải hắn bấm pháp quyết khẽ nói phong khi chữ này vừa ra khỏi miệng vương lâm vòng cấm chế lập tức thu nhỏ lại rồi nhanh chóng bao trùm lấy diêu tích tuyết ở bên trong hầu như chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một quả cầu cấm chế vương lâm vung tay phải lên vẫy một cái quả cầu lập tức thu nhỏ lại rồi bay vào trong túi trữ vật của hắn khi làm xong tất cả mọi chuyện vương lâm xoay người nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng bên dưới cánh cửa đá nói có phải ta đã có tư cách tiến vào rồi không vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn rất bình thản hắn chậm rãi nói hai người các ngươi cùng nhau tiếp được ba đạo kiếm khí tất nhiên sẽ có tư cách tiến vào nhưng tất cả mọi thứ bên trong động phủ đều đã được chủ nhân phong ấn lại trước khi đi nếu ngươi không mở được phong ấn thì cũng vô dụng đây là động phủ gì Vương Lâm không nóng lòng đi vào, mà trầm ngâm do dự một hồi lâu mới hỏi. Động phủ của chủ nhân? Chủ nhân của ngươi là ai? Chủ nhân là chủ nhân, chẳng là ai cả. Vương Lâm nhìn người đàn ông trung niên một lúc lâu, nói, vậy ký hiệu màu vàng trên 11 đài ngoài kia là cái gì? Hộ phủ thần thông. Đáng tiếc là sau khi chủ nhân phong ấn lại không để lại đầu mối để điều khiển. Nếu còn thần thông thì hai người các ngươi sẽ không thể tiến vào đây được người đàn ông trung niên chậm rãi nói ngoại trừ ta nếu còn có người tiếp được ba đạo kiếm khí của ngươi thì hắn cũng được tiến vào động phủ sao ánh mắt vương lâm chợt lóe lên nói nếu ngươi có thể mở được một đạo phong ấn trong động phủ thì có thể thu được một vài quyền hạn ở trong đó nếu ngươi làm được như vậy thì động phủ này sẽ tự động đóng cửa lại tất nhiên sẽ không còn người nào tiến vào được nữa trừ khi ngươi chết động phủ này đã mở ra nhiều năm vậy trước đây đã có ai đi vào chưa vương lâm lại hỏi có nhưng tất cả đều đã chết làm sao ta có thể rời khỏi chỗ này mở được một đạo thảo ấn tất nhiên sẽ có thể rời khỏi đây vương lam trở nên trầm mặc hắn biết nếu có hỏi nữa thì động phủ chi linh cũng sẽ không trả lời được nhiều hắn cân nhắc một lúc lâu không nói nhiều mà trực tiếp bước qua cánh cửa cảnh vật bên trong cánh cửa đá lập tức hiện ra trước mặt vương lâm đó là một dãy những lầu cắt giống như hoàng cung của phàm nhân chỗ hắn đang đứng chính là đại môn của hoàng cung một cổ tiên lực mỏng manh bao phủ khắp bốn phía vương lâm hít vào một hơi thật sâu cảm thấy toàn thân sảng khoái hắn tiến lên phía trước một bước nhưng vẻ mặt lại khẽ động hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất trên mặt đất được lót những khối đá trong suốt và cực kỳ bằng phẳng vương lâm ngồi xổng xuống rồi sờ sờ lên mặt đất lập tức mặt hắn lộ ra một vẻ cổ quái Tiên Ngọc Vương Lâm mở rộng thần thức rồi đảo qua khắp bốn phía. Hắn lập tức cảm thấy tất cả mọi vật, mọi vị trí đều có phong ấn cấm chế. Thần thức hắn hầu như vừa mới tản ra đã lập tức thu hồi lại. Tất cả kiến trúc nơi đây đều dùng tiên ngọc tạo thành. Vương Lâm cực kỳ mẫn cảm với tiên ngọc, tất cả mọi chỗ mọi nơi nhìn vào đều là tiên ngọc, hắn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Đáng tiếc bên trên có phong ấn cấm chế quá mạnh, bằng không thì nhất định phải đào hết tiên ngọc ra vương lâm nhìn thoáng qua con đường tiên ngọc dưới chân trên mặt lộ ra vẻ luyến tiếc trước mặt hắn trăm trượng có một lò luyện đan khổng lồ trên nắp lò có một số lỗ nhỏ như cánh tay từng lùn khói trắng từ trong những lỗ đó bay thẳng lên trời trước lò luyện đan vài trăm trượng chính là một mái lầu ba tầng cơ thể vương lâm khẽ động rồi đi thẳng về phía trước hắn dừng lại bên cạnh lò luyện đan nhìn vào bên trong qua những lỗ nhỏ trên nắp lò. Dưới đáy lò luyện đan chỉ có một ít nước xanh, khói trắng đang tỏa ra bên ngoài là được phát ra từ trong làng nước trong vắt này. Ta cũng không phải là người đầu tiên tiến vào nơi đây, có lẽ trước kia trong lò luyện đan này cũng có đan dược nhưng đã bị người vào trước lấy mất rồi. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, hắn nhìn lên trên lò luyện đan thì thấy một đạo cấm chế phong ấn nhưng lại ở trong tình trạng đã bị phá, rõ ràng đã sớm bị người ta phá giải vương lâm cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi đi thẳng về phía trước hắn đi đến trước căn lầu thì dừng lại quan sát xung quanh trên căn lầu này cũng có phong ấn thậm chí ngay cả ba bậc tam cấp bên dưới mỗi một bậc thềm đều có phong ấn đây là một phong ấn tổng thể một khi phá phong ấn sẽ xuất hiện thêm rất nhiều cái khác có thể nói tất cả mọi vật trong ngoài căn lầu đều có cấm chế thủ pháp phong ấn này cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng rất hiếm khi xuất hiện căn cứ vào những gì ta đọc được từ những quyển sách cổ thì thủ pháp này là của tiên giới nó cũng được gọi là tiên cấm vương lâm nhìn khắp bốn phía lẩm bẩm nói động phủ này dù là trong hay ngoài cũng đều có tiên cấm chẳng lẽ đây thật sự là một tòa phủ của tiên nhân sao vương lâm vừa nghĩ đến đây thì lại càng trở nên cẩn thận tuy cấm chế phong ấn của căn lầu trước mặt đã sớm bị người ta phá đi nhưng hắn vẫn cẩn thận kiểm tra khắp xung quanh sau đó mới dám đi vào từng bước một. Sau khi Vương Lâm quan sát cẩn thận từ trong ra ngoài căn lầu ba tầng, hắn mới tiếp tục cất bước. Suốt cả quá trình hắn tốn không ít thời gian. Nhưng vì như vậy mà Vương Lâm mới có thể xem xét triệt để tất cả cấm chế trong đó. Trong căn lầu này không còn một vật nào, ngay cả cái bàn cũng chẳng còn lại cái nào nếu không phải trên mặt sàn còn có dấu vết của một cái bàn thì vương lâm nhất định sẽ không nghĩ đến chuyện những cái bàn này bị tiền nhân lấy đi sau khi phá vỡ phong ấn trong động phủ của tiên nhân dù là một cái bàn cũng chưa chắc là vật phàm bị người ta lấy đi cũng là lẽ thường vương lâm cười nói trong căn lầu ba tầng hoàn toàn trống rỗng nên vương lâm chẳng thu hoạch được gì cấm chế trong căn lầu hầu như tất cả đều đã bị người ta phá giải nhưng theo những gì Vương Lâm nhìn thấy thì những dấu vết phá cấm chế đã chứng tỏ đây không phải do một người làm ra. Trong căn lầu này ít nhất cũng phải có ba phương pháp phá cấm chế khác nhau. Trong đó có một phương pháp phá cấm chế từ thời thượng cổ, cực kỳ tinh xảo. Khi phá phong ấn bằng thủ pháp này thì thường để lại dấu vết giống như một đóa hoa mai. Phương pháp này Vương Lâm đã từng được nhìn thấy trong một vài quyển sách cổ, nó có tên là Mai Hoa Thập Bát Cấm thủ pháp phá vỡ cấm chế này xuất hiện rất nhiều trong căn lầu. Rõ ràng tất cả đều do một người làm ra. Loại cấm chế này cực kỳ có danh tiếng trong thượng cổ tu chân giới, nhưng lại rất coi trọng đến dòng chính thống, người ngoài sẽ tuyệt đối không được học. Cho dù là đệ tử dòng chính thống cũng phải căn cứ vào thân phận khác nhau, nhưng tối đa chỉ được học đến cửu cấm. Chỉ có trưởng môn mới hoàn toàn học được thập bát cấm. Vương Lâm đang muốn bỏ đi thì ánh mắt hắn lại đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn nhìn chăm chăm vào dấu vết của cái bàn đặt trên mặt đất, vẻ mặt hắn khẽ động. Trên mặt đất trong căn lầu vốn là chỗ đặt cái bàn chỉ còn lại một vài dấu vết, rõ ràng do cái bàn đặt ở đây quá lâu, hơn nữa phong ấn ở bên ngoài đã bị phá chỉ còn những vệt bụi bám lại. Sau khi ở trong căn lầu quan sát cẩn thận một lượt, Vương Lâm đã thu được rất nhiều thông tin. Đầu tiên là có ba người đi vào đây trước hắn, tất nhiên sẽ không loại trừ những người giống như Vương Lâm, khi đến đây thì thấy tất cả đều đã bị tiền nhân phá giải rồi. Trong ba người đó, kẻ nắm giữ Mai Hoa Thập Bát Cấm là người đi vào đầu tiên. Người này chắc chắn là rất cao ngạo, những vật bình thường hắn chẳng thèm để vào mắt. Căn cứ vào những gì Vương Lâm quan sát, trong căn lầu này hễ là chỗ nào có đặt vật gì quý, đều có dấu vết của thập bát cấm. Người này rời đi thì có hai người khác đến. Phương pháp phá giải của bọn họ có vẻ không phải là dân trong nghề cái bàn này chính là bị một người trong số đó lấy đi vương lâm phán đoán như vậy vì lúc này hắn nhìn thấy dấu vết của cái bàn để lại trên mặt đất trên lớp bụi còn sót lại một vài mảnh gỗ nhỏ nếu không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không thấy vương lâm ngồi xuống nhặt những vụn gỗ lên nhìn sau khi cưỡng ép phá giải cái bàn ở đây cũng có chút hư hao vương lâm búng vụn gỗ trong tay ra cơ thể hắn lóe lên rồi đi ra khỏi cửa sau căn lầu sau căn lầu là một hành lang rất dài được chắn bằng những lan can bằng tiên ngọc, dưới lan can là một hồ nước đã khô cạn. Chỗ này cũng còn sót lại rất nhiều dấu vết cấm chế bị phá. Vương Lâm lại phát hiện đồ án mai hoa thập bát cấm trên hồ nước. Vương Lâm đi từng bước cẩn thận trên hành lang, hắn quan sát kỹ bốn phía. Trong mắt hắn thì chỗ này, mà đặc biệt là trên lan can còn để lại rất nhiều vết vết bị người ta bẻ gãy. Vương Lâm càng đi về phía trước thì những tàn dư cấm chế lại càng ít đi. Sau khi hắn đi được 10 dặm thì đến đầu cuối cùng của hàng lang, đến đây thì hành lang lại chia làm ba phương hướng. Vương Lâm dừng chân ở chỗ giao nhau. Hắn cẩn thận quan sát ba con đường. Hắn muốn tìm ra phương hướng của người am hiểu mai hoa thập bát cấm năm xưa. Thuật cấm chế của người này quá mạnh, nếu Vương Lâm đi theo hắn thì sẽ không nhận được bất kỳ món bảo bối nào người đó giống như một tên trộm thanh cao, chỉ chọn những vật thuộc loại hảo hạng. Hai người còn lại thì giống như cường đạo, họ gặp vật gì sẽ cướp vật đó. Nhưng năng lực của họ cũng chỉ có hạn nên cũng bắt buộc phải để lại một số vật thượng đẳng. Vương Lâm cẩn thận kiểm tra một lúc lâu, hắn thử chọn một phương hướng rồi đi ra mấy trường sau đó lại quay về chỗ cũ. Ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi đi thẳng về phía con đường bên phải. Sau khi đi được trên trăm trượng, cảnh tượng đập vào mắt vương lâm vẫn y như cũ hắn thấy khắp nơi đều là những dấu vết phá cấm chế những cấm chế này đều bị người ta cưỡng ép lấy đi thậm chí còn có một số chỗ cấm chế chỉ mới giải trừ được một nửa đã bị người ta vứt bỏ mỗi khi gặp phải những cấm chế bị phá giải chỉ còn một nửa vương lâm đều phải dừng chân rồi cẩn thận quan sát một lúc lâu hắn không nóng lòng muốn bắt tay vào phá giải phong ấn sau khi quan sát xong hắn lại tiếp tục đi về phía trước con đường bên phải này tuy cũng có một lan can kéo dài ở hai bên nhưng bên ngoài lan can không phải là hồ nước mà là một trừng trúc vương lâm đang cẩn thận đi về phía trước đột nhiên hắn dừng chân lại chân phải đang giơ lên lại cẩn thận đặt về chỗ cũ cơ thể hắn không nhúc nhích nhưng trong hai mắt lại lấp lánh ký hiệu cấm chế trước mặt vương lâm mười trượng có một khu vườn rộng có một cái bàn tròn và bên cạnh bàn có bốn chiếc ghế đá trên chiếc bàn đặt một bầu rượu và vài cái ly nhỏ ánh mắt vương lâm trở nên ngưng trọng trong mắt hắn lộ rõ vẻ cẩn thận hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh trong chu vi mười trượng là một tấm chế hoàn chỉnh không có chút dấu vết phá giải nào nhất định vị tiền nhân chuyên cưỡng ép để lấy vật phẩm đã đi đến đây trước vương lâm ta nhưng đến đây thì người đó lại ngừng lại vương lâm trầm ngâm trong giây lát rồi lui về phía sau vài bước những ký hiệu cấm chế lóe lên trong mắt hắn quan sát rất cẩn thận dần dần sắc mặt hắn càng trở nên ngưng trọng thì ra là như vậy, cấm chế trong vườn chắc chắn sẽ có muôn vàng biến hóa. Nếu không thể phá bỏ được toàn bộ thì một khi bước vào trong chu vi 10 trượng kia chắc chắn sẽ dẫn phát ra uy lực cấm chế. Mặc dù có cưỡng ép phá giải thì dưới mấy vạn loại biến hóa trừ khi tu vi kinh người nếu không sẽ rất khó toàn thay đi ra. Mà điều quan trọng nhất, nơi đây rõ ràng là trung tâm của tất cả cấm chế xung quanh, một khi phát động sẽ kéo theo tất cả những cấm chế khác. Cho nên rất nhiều năm trước người đến đây sớm hơn mình đã bắt buộc phải chọn phương án rút lui. Cấm chế này tuy mạnh nhưng nếu người am hiểu Mai Hoa thập bát cấm đi đến đây thì chỉ mất một khoảng thời gian sẽ phá giải được. Vì vậy có thể thấy phương hướng ta chọn là chính xác, phía trước chưa có người nào đi qua. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, trong mắt hắn lóe ra một tia hưng phấn. Sau khi hắn đi vào động phủ đã thấy tất cả mọi thứ bị người ta quét sạch. Việc này giống như hắn đi vào một kho báu nhưng lại phát hiện chỗ này đã sớm bị người ta khoáng sạch lúc này khu vườn trước mắt hắn chính là một kho báu vương lâm áp chế những hưng phấn trong lòng hắn tập trung tinh thần rồi cẩn thận nhìn kỹ mọi vật vài lần hắn khoanh chân ngồi xuống rồi bắt đầu nghiên cứu cấm chế phong ấn bên ngoài khu vườn giống như một mạng lưới dày đặc người bình thường không thể phát hiện nhưng nếu lọt vào trong mắt những người am hiểu kinh nghiệm khác nhau sẽ sinh ra những cách nhìn nhận khác biệt muốn phá bỏ cấm chế ở nơi đây bước đầu tiên phải quan sát. Vương Lâm ngồi xuống ba ngày, trong khoảng thời gian này những tơ máu trong mắt hắn ngày càng nhiều, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Ta chỉ có thể nhìn thấy ba nghìn loại biến hóa, vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể phá trận. Nhưng trận pháp này lại đang đứng yên, có rất nhiều biến hóa chưa được bày ra. Vương Lâm trở nên âm trầm, hắn đột nhiên nâng tay phải lên rồi chỉ thẳng về phía trước. Một đạo tiên lực lập tức bắn ra từ ngón tay hắn rồi phóng thẳng đến bàn trà. Sau khi bắn ra đạo tiên lực, cơ thể hắn lập tức dùng tốc độ cực nhanh lui về phía sau, tốc độ nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh. Chỉ thấy đạo tiên lực kia vừa bay vào chu vi mười tượng trong khu vườn thì lập tức nổ ầm lên rồi tan vỡ, hóa thành những điểm ánh sáng nhỏ rồi tiêu tán. Cùng lúc này, giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu, một luồng khí tức có tính chất tàn phá từ trong chu vi mười trượng điên cuồng tràn ra bên ngoài hàng nghìn tầng sóng với khí tức điên cuồng kèm theo lực lượng vô cùng tàn bạo từ trong chu vi mười trượng lao ra ngoài như một cơn sóng dữ chỉ trong nháy mắt ngọn sóng đã điên cuồng lan ra nếu vương lâm không chuẩn bị trước và tốc độ lại là cực nhanh thì sợ rằng bây giờ đã bị con sóng này phủ lên vương lâm lui ra ngoài trăm trượng mới dừng lại mặc dù hắn lui ra phía sau nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cấm chế bên trong khu vườn lúc này mắt hắn lại lóe ra những tia sáng rực rỡ trong khoảnh khắc vừa rồi biến hóa của cấm chế không dưới một vạn vương lâm trầm ngâm trong giây lát hắn lại khoanh chân ngồi xuống đất tiếp tục thôi diễn thời gian dần trôi nháy mắt đã qua một tháng một tháng này vương lâm đã liên tục dùng tiên lực để dẫn phát cấm chế nhờ vào đó hắn mới kiểm tra được những biến hóa bên trong mỗi lần thử nghiệm hắn đều đạt được những thu hoạch lớn trong đầu hắn dần xuất hiện tất cả những biến hóa của khu vườn đồng thời trong một tháng này quá trình thôi diễn của hắn cũng không ngừng lại dù chỉ là một nửa hơi thở hai mắt hắn lúc này đỏ hồng lên giống như đang thấm đầy máu một tháng này vương lâm đã quên tất cả mọi chuyện thậm chí hắn còn quên cả chuyện mình đang ở trong động phủ của người khác trong mắt hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất chính là phá bỏ cấm chế trận pháp càng nghiên cứu càng thôi diễn vương lâm lại càng đạt được những thu hoạch lớn bên trong trận pháp cấm chế này có đầy đủ các loại biến hóa dưới quá trình nghiên cứu của hắn thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Tất cả sở học cấm chế của Vương Lâm đều là thượng cổ cấm chế thời cổ thần. Sau đó hắn tình cờ được xem rất nhiều sách cổ trong động phủ dưới đồng bằng trên Chu Tức Tinh. Hơn nữa, mấy trăm năm qua hắn không ngừng tìm kiếm và dung hợp nên cấm chế hắn nắm giữ rất hỗn tạp là sở trường của rất nhiều nhà. Sau khi cấm chế của hắn đạt đến một mức độ nhất định thì theo thời gian khi 999 tổ cấm chế trên cấm phiên được hoàn thành thì thuật cấm chế của hắn lại đạt đến một bình cảnh mới. Hãy là người nghiên cứu cấm chế thì cả cuộc đời sẽ gặp phải rất nhiều bình cảnh. Nếu không thể vượt qua thì quá trình nghiên cứu sẽ ngừng lại, bình cảnh vô hình này lại chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố. Sau một tháng nghiên cứu, những hiểu biết của Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Cấm chế bên trong khu vườn có đủ mọi loại biến hóa, giống như đang giúp hắn mở ra một con đường trong lúc vô tình hắn đã phá vỡ bình cảnh trước mắt hắn đang hiện ra một con đường lớn thẳng tắp lúc này hắn đã nắm chắc bốn phần có thể phá vỡ trận pháp tuy chỉ có bốn phần nhưng phải biết rằng nếu là người nghiên cứu cấm chế cả nghìn năm đối mặt với cấm chế trong khu vườn kia cùng lắm cũng chỉ có thể nắm chắc được một hai phần thành công chỉ có những lão quái vật sống qua vạn năm đã từng trải và có kiến thức khổng lồ mới dám nói nắm chắc bốn phần thành công trở lên nếu để người nắm giữ mai hoa thập bát cấm phá giải sợ rằng hắn sẽ nắm chắc từ bảy phần trở lên vương lâm trầm ngâm một hồi lâu hắn không dám có những hành động thiếu suy nghĩ mà lại tiếp tục thôi diễn một tháng nữa lại trôi qua tuy vương lâm chưa biết rõ toàn bộ biến hóa của cấm chế nhưng lại nắm chắc năm phần có thể phá giải được nó vào một ngày vương lâm ung dung đứng lên tuy hai mắt hắn đầy những tơ máu nhưng tinh thần lại rất tốt trong nháy mắt hắn đã đi đến bên ngoài khu vườn mười trường hai mắt hắn đột nhiên trở nên lấp lánh hắn dừng lại suy tính một chút rồi tiến từng bước về phía trước vương lâm tiến vào bước đầu tiên trên mặt hắn không có chút khẩn trương hắn chắc chắn mười phần sẽ không xảy ra bất kỳ biến cố nào cũng sẽ không dẫn động cấm chế trận pháp hắn tiến thêm một bước nữa bốn phía không có bất kỳ biến hóa nào vẻ mặt vương lâm vẫn như thường lại tiến về phía trước một bước khi chân vừa mới đặt xuống lại thêm một bước tiếp theo. Cứ ba bước một trượng, Vương Lâm liên tục tiến lên chín bước, hắn bước đi cực kỳ ung dung giống như đã được luyện tập rất nhiều lần. Vẻ mặt hắn không có bất cứ điều gì khác thường, giống như đang đi dạo trên vườn hoa nhà mình. Đến bước thứ 9, trong mắt Vương Lâm đột nhiên lấp lánh một ký hiệu cấm chế. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn cái bàn đá đang ở phía trước bảy trượng. Hắn bóp khẽ bàn tay phải rồi yên lặng suy tính trong khoảnh khắc. Sau đó lại tiếp tục cất bước. Lần này Vương Lâm lại tiến tới chín bước, lúc này tổng cộng hắn đã đi được 6 trượng. Khoảng cách 6 trượng tuy không được tính là dài nhưng nó lại là toàn bộ tinh thần và thể xác của Vương Lâm, hắn phải thôi diễn 2 tháng mới có thể tính ra được. 6 trượng này dù là một số lão quái sống mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể dễ dàng bước qua. Sau khi đi tới trước 6 trượng, ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng hắn không tiếp tục tiến lên phía trước mà đi theo dòng nước ở bên người chín bước. Sau đó hắn lại lui ra sau ba bước rồi thay đổi phương hướng đi thẳng về phía trước. Hắn gần như đi một vòng tròn quanh khu vườn, chỉ còn cách bàn đá ba trượng. Thần thái của hắn vẫn ung dung, tất cả những chuyện đều nằm bên trong sự thôi diễn của hắn, tất cả mọi biến hóa đều đã hiện rõ trong đầu. Thật ra hắn đã thôi diễn mỗi bước đi trong đầu rất nhiều lần cuối cùng mới có thể xác định được vị trí chính xác vì vương lâm đã tính trước mọi chuyện nên hắn đi vào trong rất ung dung hắn biết nếu mình đi nhầm một bước thì cấm chế nhất định sẽ phản vệ trở lại rất mạnh mẽ sáu trượng trước mặt đã rút ngắn lại chỉ còn bốn trượng cuối cùng với tu vi của vương lâm thì một khi đi nhầm chắc chắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cấm chế ở chỗ này nhất định phải có một đường sinh nếu rơi vào nguy hiểm thì chỉ cần bước vào đường sinh sẽ được an toàn đây cũng là một đặc điểm của tiên cấm nhưng đường sinh này không phải cố định một chỗ khi cấm chế biến hóa thì nó cũng thay đổi phương hướng trọng điểm thôi diễn của vương lâm trong hai tháng qua ngoại trừ cấm chế ra thì chính là phương hướng của con đường này vương lâm đã đi được sáu vòng với chiều dài mỗi vòng là bảy trượng mỗi lần đi được một vòng lớn đều phải đi một vòng nhỏ vì đường sinh trong cấm chế luôn thay đổi nên hắn bắt buộc phải giữ khoảng cách nửa bước đến đường sinh lúc này vương lâm đang đứng ở bên ngoài bàn đá bảy trượng hắn đang bóp tay và tập trung suy nghĩ sau khi tính toán trong khoảnh khắc ánh mắt hắn chợt lóe lên rồi tiến một bước về phía trước bước chân này của hắn dài đúng một trượng sau khi đặt chân xuống vương lâm lại lập tức bước ra một trượng nhưng trong nháy mắt khi bàn chân hạ xuống hắn đột nhiên biến sắc rồi lập tức bước sang trái nửa bước đúng lúc này trong chu vi mười trượng quanh khu vườn lập tức xuất hiện một cơn lốc màu đen khi cơn lốc xuất hiện thì một lực lượng tàn bạo lập tức nổi lên cuồn cuồn, từng tia chớp màu đen xẹt qua lại bên trong cơn lốc. Hầu như chỉ trong nháy mắt, trong chu vi mười trượng đã giống như hủy diệt, sấm sét cuồn cuộn, chớp giật đầy trời. Lực lượng hủy diệt này đừng nói là vương lâm, cho dù là tu sĩ vấn đỉnh nếu ở bên trong duy trì được ba lần hít thở cũng sẽ chết. Đặc biệt là tia chớp giống như du long đang xẹt qua xẹt lại bên dưới, nó có thể phá hủy tất cả mọi vật trên thế gian. Cơ thể Vương Lâm không ngừng di chuyển bên trong cơn lốc ở phạm vi 10 trượng, hắn liên tục đi qua tia chớp. Mỗi một bước của hắn đều đạp trên con đường sinh, nếu hắn không cẩn thận sẽ bị tia chớp kia quét trúng, rơi vào kết cục nguyên thần câu diệt. Một bước vừa rồi của hắn cũng không phải là tính toán sai lầm, mà trận pháp cấm chế này không biết vì sao lại xoay ngược, đổi phương hướng vận chuyển. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.